Đây là cái giảng bài số 17 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Khu Rừng. Thì cái bài kinh này sẽ rất là thiết thực đối với những cái hành giả hành thiền. Đây là cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho một cái người tu tập, nhất là cái người mà thực hành cái pháp thiền chỉ quán của Đức Phật, thì cần phải đi tìm một cái chú xứ thích hợp nhất để thực hành. Thì cái chú xứ này là một cái cận duyên rất là quan trọng cho cái sự tu tập có thể thành tựu, có thể đi đến cái sự thành công trong cái pháp thiền chỉ quán đó. Cái người mà có được cái môi trường phù hợp, thích hợp tu tập và có thể chứng đắc được các cái pháp thiền và có thể chứng đắc được các đạo quả. Và nếu như mà một cái người mình tu tập ở một cái môi trường nó không có phù hợp thì nó rất khó có thể thành tựu được những cái mục đích của cái người tu tập đó. Thì trong nội dung bài kinh Đức Phật dạy: Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Nâm, vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Chư tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn về khu rừng. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư chưa được định tính, không được định tính, các nậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống của một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách có khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ: Ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các nậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống của vị xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách có khó khăn. Này các tỳ kheo hãy từ bỏ khu rừng ấy, không được ở lại ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm. Thì đây là một cái pháp, một cái lời dạy của Đức Phật về cái chú xứ. Ví dụ như là một cái vị tỳ kheo hay một cái hành giả muốn tu tập cái pháp thiền thì đi tìm một cái chú xứ thích hợp là cái điều đầu tiên. Thì đó phải có một cái chú xứ thích hợp mới thực hành được. Và thường thường như thời xưa mà đi, Đức Phật thường hay dạy là cái pháp môn tu tập mà về tâm này thích hợp nhất đó là đi tìm một cái khu rừng nào đấy, là cái nơi là được ưu tiên nhất. Thì cái nơi đấy nó rất là phù hợp cho cái đời sống an tịnh, độc cư, không có nhiễm các cái tục trần. Nhưng mà không phải là cái khu rừng nào, không phải là cái cánh rừng nào nó cũng phù hợp. Và khi mình đến cái khu rừng nào cũng vậy, sẽ có những cái khu rừng nó phù hợp và có cái khu rừng không phù hợp. Vậy thì khi nào mình nhận biết được cái nơi nào là cái nơi có phù hợp và mình nên ở lại đó để thực hành pháp, và mình nhận biết được cái khu rừng nào không phù hợp, để mình nhận biết được như thế để mình phải ra đi tránh khỏi cái chú xứ đó, thì ở một cái nơi nào đó mà mình thấy cái tâm nó bị tán loạn, niệm không được an trú, tức là ở một cái nơi đấy mình không giữ được chánh niệm. Tại sao không giữ được chánh niệm? Ví dụ như là bây giờ mình thực hành một cái pháp thiền gì đó, mình cần phải chuyên tâm ghi nhận cái pháp môn đó liên tục không gián đoạn. Ví dụ như là một cái người đó, dù là niệm Phật hay là niệm hơi thở vào ra, ví dụ như cái người thực hành thiền hơi thở, tâm của mình cần phải luôn luôn ghi nhận cái pháp thiền để mục thiền đó. Nhưng ở những cái nơi, cái môi trường nó không phù hợp, cái tâm của mình nó cứ hướng sang những cái cảnh khác. Nếu như ở một cái cánh rừng đó mà có nhiều tiếng ồn, nhiều cái tiếng động,
Nếu như cánh rừng đó có nhiều cái người, người ta đến đấy người ta làm các công việc, như người ta lấy gỗ hay là những cái người săn bắn, và hay nó có ở cái khu rừng đấy là một cái nơi có nhiều thú dữ, hay là có nhiều phi nhân, có nhiều những cái dạ xoa quỷ thần hung dữ, người ta quấy phá và khiến cho một cái người ở đấy không an tâm. Nhờ sống ở đấy mình cứ thấy cái tâm của mình nó lo lắng, bất an và sợ hãi. Thì đấy là cái nơi mà niệm chưa an trú, không được an trú, nhưng mà mình không giữ được chánh niệm. Mà đương nhiên đã không giữ được chánh niệm thì không thể phát triển vào các tầng thiền được. Tức là nếu như mình ở đấy mình không thể đắc định được, không thể nào chứng đắc các cái pháp thiền, chỉ thiền quán thì mình cũng không thể chứng đắc đạo quả được. Đó là cái điều tất nhiên. Thì đấy là một cái chướng ngại về một cái khu rừng, về một cái nơi ở mà nó không phù hợp. Cũng có thể ở cái nơi đấy có nhiều những cái người đạo tặc, đạo những cái bọn cướp trộm hay ẩn trú ở đấy, nó sẽ quấy phá, khiến cho một cái người nào mà sống ở đấy mình sẽ cảm thấy lo lắng bất an. Khi ngồi thiền mình cứ sợ là có thú dữ đến để làm hại mình, hay là có những cái đạo tặc người ta đến đây người ta cướp phá mình, hay là ở cái khu rừng này có nhiều cái sự nguy hiểm về rắn rết côn trùng, tức là nói chung là có rất là nhiều những cái sự nguy hiểm như thế, hoặc là nhiều phi nhân quỷ thần, thì nơi đó mình có ngồi đấy tâm nó không an thì không nên ở cái trú xứ đấy. Đấy là một cái chướng ngại thứ nhất. Cái chướng ngại thứ hai nữa, nếu như ở cái khu rừng đấy nó quá gần làng thì sẽ có những cái tiếng ồn ào tiếng động, hoặc là cái khu rừng đấy nó quá xa làng. Quá xa làng nó cũng sẽ bất tiện nếu như mình đi khất thực, hay là mình có những cái nhu cầu mình cần sử dụng những cái vật dụng gì, mình sẽ khó khăn để mà kiếm được. Và cái bất tiện nữa đó là ở cái xung quanh đấy, những cái người dân bản địa ở cái khu vực đấy người ta không biết hộ trì Phật Pháp. Tức là những cái người đấy người ta không có đức tin, người ta không có tôn trọng những cái người tu tập, hay là người ta còn có ác ý, người ta muốn quấy phá những cái người đang tu tập ở cái khu vực đấy. Và khi mình cần những cái vật dụng gì mình không thể kiếm được, bởi vì không có cái sự hộ trì. Tức là những cái người Phật tử, những cái người dân ở đấy có thể người ta theo ngoại đạo, người ta theo các cái tôn giáo khác mà người ta không có cái niềm tin với đạo Phật. Hoặc là những cái người dân ở đấy người ta theo những cái tín ngưỡng dân gian chứ người ta không có tin theo tôn giáo nào. Hoặc là người ta sống vô đạo, sống theo cái tục lệ, cái tập quán ở cái truyền thống địa phương đấy. Người ta không có hoan hỷ khi thấy những cái người đến đấy tu tập. Người ta sẽ có những cái ác ý, người ta phá, chống phá. Thì đấy là cái mặt thứ hai, tức là cả về cái mặt tinh thần, là cái tâm của mình nó bất an, mà cả về cái mặt vật chất, mình không thể kiếm được cái đồ ăn khất thực, sàng tọa dược phẩm trị bệnh. Thì cái vị đấy cần phải từ bỏ cái chú xứ đấy, cần từ bỏ cái khu rừng đấy ngay lập tức, không nên ở lại nếu như mình đến mình nhận biết được rằng cái môi trường này thực hành không phù hợp, tu tập không thích hợp, cả về vật chất không có, về tâm linh cũng không phát triển được, thì tránh ngay, mình cần phải từ bỏ cái nơi đấy ngay tức thì, không được thân cận, không được ở cái trú xứ đấy, vì ở trú xứ đấy không thể nào tu tập được. Thì đấy là một cái trường hợp thứ nhất, là Đức Phật dạy cần phải với một cái khu rừng như thế, với một trú xứ như thế, thì mình cần phải từ bỏ để tìm một cái trú xứ phù hợp và thích hợp khác. Ở cái trường hợp thứ hai, Đức Phật dạy tiếp: chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống tại một khu rừng nào, tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các nậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không hoàn toàn được đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, không được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống của người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Thì tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ rằng ta sống ở khu rừng này thì không thể phát triển được chánh niệm, không đạt được cái định tĩnh, không phát triển được đạo quả, nhưng cái việc kiếm các vật dụng rất là dễ dàng, không khó khăn. Nhưng không phải vì cái vật dụng y áo, đồ ăn này mà ta sống đời xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta không phải
Nhưng trong khi vì khi ta ở trong khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, không được chứng đạt. Này chư tỳ kheo, tỳ kheo phải suy tính như vậy và từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại. Đây là một cái trường hợp thứ hai, là khi mình đến ở một cái khu rừng nào đấy, nó rất là thuận lợi cho cái việc tìm kiếm những cái vật dụng, như như là ở cái nơi này có những cái người Phật tử có tín tâm, người ta hộ trì Phật pháp, hay là mình có thể dễ dàng có được những cái vật dụng, thức ăn uống, đồ ăn khất thực, dược phẩm trị bệnh. Nhưng mà khi mà mình ngồi thiền, tâm nó không an, có thể tâm nó không an ở đây, có thể là do có nhiều cái tiếng ồn ào, có nhiều cái tiếng động của những người đi lại, hay là có những cái thú dữ, hay là có những cái sự quấy phá của các cái phi nhân quỷ thần ở cái khu rừng đấy, khiến cho mình tâm nó không an ổn. Thì dù có cái sự thuận lợi về cái việc tìm kiếm những cái vật dụng về của cái đời sống tu tập như vậy, nhưng mà cái đời sống tâm linh không phát triển, thì cái vị đấy cũng phải từ bỏ cái chú xứ đó, từ bỏ cái khu rừng đó, và không nên ở lại. Vì có ở lại mình dù nó có sung mãn những cái vật dụng, nó sung mãn về cái đời sống vật chất, thì chỉ càng ngày càng làm cho cái tâm tham ái, cái tâm đắm nhiễm cái đời sống về thế gian nó tăng trưởng lên. Còn cái đời sống tâm linh kia nó không phát triển, nó không tăng trưởng, thì cái sự tu tập đấy không có kết quả gì. Có thể mình sẽ tạo thêm ra những cái ác nghiệp mà không có thể đi đến thành tựu được cái mục đích của cái sự tu tập này. Thì đấy là cái trường hợp mà một cái hành giả tu tập cũng cần phải tránh, cần phải từ bỏ cái khu rừng đó, không nên ở cái khu rừng đó. Thì thời Đức Phật cũng vậy, các cái vị tỳ kheo đến học đạo với Đức Phật, thì khi Đức Phật dạy cho những cái pháp môn, Đức Phật chỉ dạy cho một cái pháp đề mục thiền chỉ hoặc thiền quán nào đấy, thì mỗi vị sẽ phân tán đi những cái nơi khác nhau, tìm những cái khu rừng hay là những cái chú xứ, những cái môi trường ở những cái khu vực có thể là ở gần đó, và có thể có những vị đi rất là xa, cả hàng trăm cây số, hàng ngàn cây số, tức là đi rất nhiều cái do tuần khác để tìm ra được một cái chú xứ nào đó thích hợp, rồi sẽ ở đấy và thực hành, sẽ tinh tấn thực hành cho đến khi chứng đạt được các cái đạo quả ấy thôi. Thì từ đó Đức có một cái vị tỳ kheo đi đến một cái khu rừng, một cái chú xứ ở đấy để an cư mùa mưa. Thì cái vị tỳ kheo này đã vào trong làng nhờ những cái người dân đó là hãy giúp tôi dựng một cái túp lều, tức là dựng một cái tịnh thất, một cái túp lều tranh. Thì những người dân đó nói rằng là chúng tôi bây giờ đang bận để gieo hạt giống, khi nào xong thì chúng tôi sẽ giúp. Thế thì cái vị tỳ kheo chờ khi người ta làm xong hạt giống rồi, vị đó lại vào nhờ là hãy giúp tôi một cái túp lều để tôi tu tập. Thì người dân ở đấy lại nói rằng bây giờ chúng tôi cần phải thu gặt, khi nào mà thu gặt xong thì chúng tôi sẽ giúp ngài. Và cứ như thế thì 3 tháng trôi qua, vị đó không có được một cái chỗ xứ thích hợp để tu tập, là vị đó cứ phải sống một cách tạm bợ và không có được một cái túp lều để thực hành thiền. Cho nên là khi trở về sau 3 tháng an cư, trở về gặp Đức Phật thì kể lại cái tình hình tu tập như thế với Đức Phật, thì Đức Phật cũng nói rằng là đến ngay những cái con chim, con chóc nó cũng biết là cái nơi nào nên đậu và nơi nào nên bay, chứ không phải huống chi là một cái vị tỳ kheo tu tập mà lại không biết là cái chú xứ nào nó nên ở và chú xứ nào nên đi. Như vậy nếu như mình đến một cái chú xứ nào đó mình thấy nó không phù hợp, không thích hợp, thì mình phải đi tìm một cái chú xứ khác, chứ để lãng phí một cái thời gian dài như vậy và tu tập không có kết quả gì. Thì đấy là cái cách mà Đức Phật dạy là cần phải đi tìm một cái chú xứ thích hợp như vậy để tu tập, không nên tham ái ở một cái chú xứ mà không phát triển được cái đời sống tâm linh. Đấy là cái có những cái môi trường như vậy, có những cái chú xứ như vậy, để một cái người tu tập
Đấy là cần nhất là cái chú xứ thích hợp, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, thân cận những người thích hợp thì mới có thể phù hợp cái con đường tu tập về cái đời sống nội tâm này. Thì cũng như vậy Đức Phật dạy chư tỳ kheo ở đây, khi tỳ kheo sống tại một khu rừng nào, sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các nậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Những vật dụng cần thiết cho đời sống của người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật này kiếm được một cách có khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: ta sống tại khu rừng này, khi sống ở khu rừng này, các niệm chưa an trú, được an trú, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt, những vật dụng kiếm được một cách có khó khăn, nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì thức ăn, không phải vì sáng tọa, không phải vì dược phẩm mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, không sống gia đình. Nhưng trong khi ta sống ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt, được chứng đạt. Này các tỳ kheo ấy chỉ với suy tính như vậy, phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. Thế là cái trường hợp nữa là có những cái khu rừng hay là một cái chú xứ nào đấy, mình ở đấy mà mình có thể phát triển được chánh niệm. Mình chỉ bây giờ mình muốn biết là cái đấy có phù hợp để mình tu tập hay không, thì mình chỉ biết rằng là khi mình tập trung, khi mình ngồi thiền, mình có thể giữ được chánh niệm, nó không bị những cái chướng ngại. Cái chướng ngại ở đây là những cái tiếng ồn ào, hay là ở một cái nơi nó có quá nhiều những cái công việc, có quá nhiều những cái công việc phải làm. Thế ở một cái nơi mà những cái nơi đấy là một cái nơi du lịch, có quá nhiều khách khứa tham quan đi lại. Thế là ở một cái nơi đấy nó có là cái nơi khu rừng mà nó có quá nhiều những cái cây gỗ quý, hay là nó có quá nhiều những cái hoa trái, những cái trái cây có chất lượng. Thì mình không nên ở những cái khu rừng đấy. Những cái khu rừng mà có nhiều những cái vật quý giá thì sẽ có nhiều những cái trộm cướp đến đấy rình rập. Những cái nơi mà là những cái nơi tham quan du lịch sẽ có quá nhiều những cái người qua lại. Những cái nơi mà xây dựng quá nhiều thì cũng phải tham gia lao động quá nhiều, sẽ không còn cái thời gian để tu tập. Đấy là những cái nơi mà nó không phù hợp, hay là ở những cái nơi đấy mà có quá nhiều những cái người ác nhân bất thiện, người ta quấy phá thì mình sẽ không phù hợp. Còn lại ở những cái nơi nào mà nó không có những cái chướng ngại đó thì đó là những cái nơi phù hợp. Khi mình ngồi ở đấy mình sẽ giữ được chánh niệm liên tục 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mình cảm thấy cái tâm mình nó không bị bất an, nó không bị lo lắng phải xuất định đi làm cái việc này việc kia, thì khi mình giữ được chánh niệm như vậy thì chắc chắn là mình sẽ phát triển được định. Khi mà phát triển được định thì chắc chắn mình sẽ thành tựu được các cái đạo quả. Thì dù ở cái chú xứ như vậy, mình thấy cái đời sống tâm linh nó có tiến bộ, nhưng mà cái đời sống về vật chất nó bị thiếu thốn. Như là ở cái nơi đấy là một cái nơi nghèo khổ, rất là khó để mà kiếm được những cái thức ăn hay là các cái vật dụng khác, đều rất là thiếu thốn. Thì cái người đấy cần phải có một cái sự suy xét, đó là ta đi tu tập, đi xuất gia tu tập như thế này là vì cái đời sống phát triển về cái tâm linh, vì phát triển được niệm, vì phát triển được định, vì phát triển được tuệ, phát triển được cái sự giải thoát giác ngộ, chứ không phải là vì cái mục đích là hưởng thụ những cái dục lạc, không phải vì cái mục đích là phải được hưởng thụ những cái vật chất về y áo thức ăn. Thì lúc đấy mình chỉ cần có thức ăn đủ để duy trì mạng sống là được rồi, hay là có một cái chỗ, một cái chòi ná đủ để che mưa che nắng là được rồi, có y áo đủ để che thân là được rồi, hoặc là mình lượm những cái vải cây, những cái vải ở đống rác mình làm y cũng được, hoặc là nếu như không có một cái chòi để ở thì ở dưới gốc cây cũng được, khất thực thì có sao ăn vậy cũng được. Là cái người đấy là một cái người sống vì
phát triển cái đời sống tâm linh thì vị đấy cần phải có cái tâm buông xả đối với cái đời sống vật chất, không có tham đắm, không có mong cầu, không có vì là cái nơi này có được nhiều cái y áo thức ăn ngon thì mình mới ở, còn cái nơi nào mà cho mình ăn khó thì mình sẽ từ bỏ. Thế thì cái sự tu tập là thế, nó là chỉ chú trọng về cái đời sống phát triển tâm linh, không có chú trọng về cái đời sống vật chất, thì cái người đấy sẽ có cái sự tiến xa trong giáo pháp và có những cái khó khăn mình cần phải kham nhẫn thì mình sẽ đạt được cái pháp giải thoát mà thôi. Thì đấy là một cái chú xứ như vậy, một cái khu rừng như vậy, thì mình sẽ phải gắn bó ở đấy và vẫn phải tu tập ở đấy, không có từ bỏ cái chú xứ đó. Và đây là một cái trường hợp thứ tư Đức Phật dạy nữa: chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỳ kheo sống ở trong khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược được chứng đạt, thì được chứng đạt. Những vật dụng cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo ấy phải suy nghĩ như sau: ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú. Vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo ấy phải ở lại khu rừng ấy cho đến trọn đời không được rời bỏ. Đây là một cái môi trường mà nó sẽ phù hợp về cả hai mặt, tức là về cái đời tu tập, có thể phát triển được chánh niệm, có thể thực hành được thiền chỉ, thiền quán, và vẫn có được cái đời sống về vật chất không khó khăn, dễ dàng. Tức là có thể kiếm được y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm một cách không có khó khăn. Thì đây là một cái chú xứ là phù hợp nhất, một cái chú xứ này được gọi là tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Và nếu như mình kiếm được một cái chú xứ nào nó có được cả hai mặt như thế này, có thể phát triển được cả cái đời sống tâm linh mà cũng có thể có được cả cái đời sống về vật chất cũng dễ dàng không khó khăn, thì hãy xác định là ở cái chú xứ này đến trọn đời. Hay là Đức Phật dạy rõ ràng ở trong cái bài kinh như thế, tức là lúc đấy mình đừng có còn phải suy tính là ta còn phải tìm chỗ nào còn tốt hơn cái chú xứ này nữa không, có chỗ nào còn được ăn ngon hơn không, còn được có cái chỗ ở sang trọng hơn không, còn được một cái chú xứ nào có cái cảnh quan đẹp mắt mỹ miều hơn nữa không, còn một cái chú xứ nào có danh tiếng, có cái tiếng tăm nãy nừng hơn nữa không. Đấy là một cái người gọi là mình còn cái tâm mong cầu, giống như là một cái người đứng núi này nhìn núi kia, đứng núi này mình cứ thấy núi kia cao hơn thì cứ bắt đầu cứ đi hành trình đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng là mình cứ khởi lên cái tâm so sánh. Ở đây về cái mặt này tốt hơn ở chỗ kia, nhưng về mặt kia lại không tốt bằng chỗ này. Thế là cứ đi tìm một cái chỗ mà nó tốt, thành ra là ngồi ở đâu nó cũng không yên. Cứ tưởng ở cái lúc đầu tiên là đang ở đây nghĩ là kia chắc sẽ hơn, ở kia sẽ có cái chỗ ở tốt hơn, cảnh quan đẹp hơn, môi trường thuận lợi hơn. Đi đến đấy ở một thời gian lại thấy có những cái nó không như ý mình, thì lúc đấy lại khởi lên cái so sánh, ở đây hóa ra lại không bằng kia, thì lại đi tìm một cái chỗ xứ khác nữa, chắc là sẽ còn một cái chỗ nào đó lý tưởng hơn, tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn. Thế là cứ lại đi tìm đến cái chú xứ khác, thì lại thấy ở đây nó có cái hơn nhưng mà nó lại có cái không bằng. Thế rồi cái tâm nó cứ thành ra nó nồng bông như vậy. Thì cái thời gian để đi tìm một cái chú xứ phù hợp như thế là hết, không còn thời gian để hành thiền, và nó sẽ trở nên cái tâm tán loạn do mình không nhất tâm, không có chuyên tâm vào pháp hành được, mà cứ luôn luôn đi chọn, đi tìm, đi kiếm một cái chú xứ phù hợp như vậy. Thì cuối cùng sẽ suốt ngày bận rộn, lo lắng cái việc đi lại, việc thay đổi chỗ ở, làm cho cái tâm nó rất là tán loạn, rất là bấn loạn. Khi mà trước khi đi là mình đã bận rộn năng sang rồi, trên đường đi là cái thân tâm nó đã mệt mỏi rồi, những cái lúc như thế không giữ được chánh niệm, không thực hành được pháp. Khi đến một cái nơi mới thì lúc đấy mình sẽ phải có một cái thời gian để hòa nhập với cái môi trường mới đấy, lại thêm rất là nhiều những cái bấn loạn, cái bất an nữa. Thế là cái tâm nó cứ bị tán loạn năng xăng, làm cho cái việc thực hành nó lại càng trở nên kém, không tiến bộ.
Vậy thì là một cái người mà khi có được một cái chú xứ phù hợp, đó là mình tu tập, mình giữ được chánh niệm và nhờ có thể có những cái vật dụng một cách dễ dàng, thì đấy là một cái chú xứ phù hợp nhất và mình cần phải tận tâm tu tập, và không có nghĩ đến cái chuyện là ta phải đi tìm kiếm một chỗ một chú xứ khác nữa, thì lúc đấy mới hoàn toàn toàn tâm toàn ý, không còn khởi lên cái do dự, không còn khởi lên cái hoài nghi, thì mình mới nhất tâm thực hành thì mới đạt được cái định tâm và có thể phát triển được cái đạo quả trong cái đời này. Đấy là một cái chú xứ phù hợp nữa. Và ở đây Đức Phật dạy tiếp: chư tỳ kheo sống ở một làng nào, hay ở một thị trấn nào, hay ở một đô thị nào, hay ở một quốc gia nào, hay gần một người nào, và tỳ kheo sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, không chứng đạt được những pháp chưa chứng đạt, và những vật dụng cần thiết để kiếm được một cách có khó khăn. Chư tỳ kheo cần phải suy nghĩ như sau: ta sống gần người này, khi sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, không được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy, ngay trong phần đêm ấy hay trong phần ngày ấy, không phải xin phép, cần phải bỏ người ấy mà đi, không cần theo sát người ấy. Hay là một cái pháp nữa Đức Phật dạy là dù đây không phải là một cái khu rừng, mà đây có thể là một cái ngôi làng. Nếu mình sống ở một cái nơi ngôi làng nào đấy cũng thế. Và có những cái vị thì sẽ đi tìm đến một cái cánh rừng để tu tập, nhưng mà cũng có người mình sẽ đi đến một cái ngôi làng nào đó. Ví dụ như là đến một cái ngôi làng đấy có một cái ngôi chùa, hay là có một cái mảnh vườn, một cái vườn cây nào đấy để mình nương vào đấy mình tu tập. Thì cái đời sống tu tập của một cái hành giả muốn tu tập ấy, thì phải nương tựa vào một cái chú xứ và phải nương tựa vào một cái ngôi làng đấy. Thì nương tựa vào cái chú xứ đấy là để phát triển đời sống về tâm linh, và nương tựa vào cái ngôi làng đấy là để có được những cái nhu cầu, những cái vật chất. Thì ở cái có những cái ngôi làng nó phù hợp để cho mình tu tập, và có những cái ngôi làng hay là những cái thị trấn hay là những cái quốc độ phù hợp, và cũng có những cái ngôi làng, những cái thị trấn, những cái quốc độ đấy không phù hợp. Ví dụ như là bây giờ mình đi đến một cái ngôi làng, một cái quốc độ, một cái thị trấn, một cái nơi nào đấy mà người ta là những người ngoại đạo, người ta hoàn toàn không hề có đức tin với Phật pháp, thì mình sống ở cái nơi đấy chắc chắn là sẽ không có được cái sự ủng hộ, chắc chắn không có được cái sự hộ trì, mà thậm chí còn có cái sự xua đuổi, còn có cái còn có những cái sự chống phá của những cái người đó. Thì một cái người tu tập là mình phải biết như thế, mình phải biết là đây là cái làng này, là cái làng của những ngoại đạo, của những tín đồ ngoại đạo, và mình không nên nân na, không nên thân cận, không nên đi đến. Ngay cả những cái nước quốc giáo cũng vậy, các vị tỳ kheo mà có đi khất thực thì cũng biết là cái làng này là cái làng có những cái người tín tâm, những người Phật tử thì mới dám đến khất thực. Còn có những làng này của ngoại đạo là không dám bước đến, bước đến là có thể bị ăn mắng, bị ăn chửi, và người ta không có tôn trọng, không cung kính và không cúng dường gì, thì cái vị đấy sẽ không có nương tựa về cái ngôi làng đấy được. Một cái thị trấn, một cái đô thị nào cũng thế, hay có những cái quốc độ cũng vậy, có những cái quốc gia, có những cái đất nước mà những cái chính quyền ở những cái nơi đấy người ta ủng hộ cho những cái người tu tập, ví dụ những cái người mà tu theo đạo Phật, thì có những cái quốc độ, có những cái quốc gia người ta có cái chuyện người ta có đức tin với đạo Phật và người ta ủng hộ đạo Phật, thì người ta cũng sẽ ủng hộ, người ta tôn trọng những người tu tập. Có những cái quốc gia, có những cái địa phương, có những cái nơi người ta không có cái niềm tin với giáo pháp, với Phật pháp, và người ta chưa từng có Phật pháp, thì mình sống ở nơi đấy cũng sẽ có một cái mình cũng không không tồn tại được, không duy trì cái đời sống tu tập được. Mà trong cái suốt cái quá trình đạo Phật ra đời và lan truyền đi khắp nơi cũng vậy. Ví dụ như là khi đầu tiên này đạo Phật ra đời ở Ấn Độ, thì Đức Phật thành đạo rồi đi thuyết pháp, lúc đấy ở xứ Ấn Độ có rất nhiều các cái tôn giáo khác nhau, có nhiều những cái ngoại đạo, những cái tư tưởng khác nhau. Thì khi Đức Phật đi truyền đạo cũng vậy, cũng luôn luôn có một cái sự đố kỵ, có một cái sự cạnh tranh đối với các cái ngoại đạo khác. Các ngoại đạo khác khi mà Đức Phật thuyết giảng lên những cái giáo pháp, được những cái người trí thức người ta tỉnh ngộ,
người ta thức tỉnh và người ta bỏ những cái pháp mê nầm của ngoại đạo mà người ta tin tưởng theo đạo Phật. Rồi sau đó thì những cái người trí thức, rồi những cái người có chức quyền ở trong dân gian, người ta cũng theo Đức Phật và người ta ủng hộ giáo pháp của Đức Phật, các cái vị tỳ kheo của Đức Phật được hoan hỷ chào đón, được tôn trọng, được cung kính, được cúng dường. Và vì Đức Phật có cái năng lực có thể nhiếp phục được tất cả những cái các cái vị vua cai trị ở các cái xứ đó, xứ Ấn Độ thời bấy giờ, hầu hết các cái vị vua ở các cái quốc gia lớn đều là Phật tử, đều được Đức Phật nhiếp hóa, đều được Đức Phật hóa độ. Và các vị đấy đều là những người hộ trì Phật Pháp. Ví dụ như là vị vua đầu tiên là vua Bimbisara, là cái người đệ tử đầu tiên quy Đức Phật, nghe Pháp và trở thành một vị thánh đệ tử. Cho nên là hết lòng hộ trì giáo Pháp, và cái vị vua đấy cũng hết lòng cung kính hộ trì các cái vị tỳ kheo. Cho nên là thời đấy các vị tỳ kheo xuất gia tu hành đông vô số kể, nhưng mà không bao giờ thiếu thốn về cái đời sống vật chất, và cũng luôn được tạo những cái điều kiện tốt nhất để tu tập, để phát triển cái đời sống tâm linh, cái đời sống tinh thần. Đôi khi Đức Phật truyền đạo sang cái cái nước Kosala, nước Xá Vệ, cái kinh thành Xá Vệ, thì cũng thế, vua Basena đi nước Kosala cũng quy Đức Phật, cũng là một Phật tử thuần thành, cũng ủng hộ hộ trì cho Phật Pháp hết mình. Và trong cái quá trình truyền đạo giảng đạo cũng thế, đôi khi có những cái vùng, có những cái quê, người ta có những cái người bất thiện ác ý ở trong dân gian, người ta uy hiếp những người tu tập, và nhất là những cái vị tỳ kheo ni luôn là những cái người yếu thế và hay bị những cái hàng ác nhân ở trong thế gian người ta uy hiếp. Thì lúc đấy Đức Phật cũng có nhờ đến các cái vị nhờ chính nhà vua, nhờ nhà vua là hay bảo vệ các cái vị tỳ kheo và những cái vị tỳ kheo ni tu tập ở những cái vùng quê xa xôi đấy. Thì sống ở đâu cũng thế, cái quốc độ đấy, cái đất nước đấy, cái xã hội đấy, người ta tôn trọng cái tôn giáo đấy, người ta tôn trọng cái giáo pháp, những cái người tu hành đấy, thì những người tu hành đấy có thể tu tập một cách dễ dàng, có thể phát triển giáo pháp một cách dễ dàng. Nhưng mà cũng có những cái nơi mà người ta không ủng hộ, không hộ trì, người ta xua đuổi những người tu hành, thì mình mà đến đấy thì mình cũng không thể tồn tại được, cũng không thể tu tập, cũng không yên ổn được. Và đó cũng là những nơi mình không nên đến, có rất là nhiều những cái vùng miền mà mình không nên đến. Kể cả thời Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng biết nơi nào có thể phát triển được giáo pháp, có thể hoàng dương Phật Pháp, có thể thuyết giảng giáo pháp, và cái người dân nơi đấy có đức tin, có thể hiểu được giáo pháp, có thể thực hành được giáo pháp, thì Đức Phật mới đến cái nơi đó để hoàng pháp, để tế độ cái chúng sinh ở cái nơi đó. Còn biết Đức Phật cũng biết rằng là cái nơi nào, cái người dân ở đấy, người ta không có đức tin, người ta không có trí tuệ, người ta không thể hiểu được những cái pháp thâm sâu, người ta không thực hành, không hộ trì Phật Pháp, thì Đức Phật cũng không đến những cái nơi đó. Không có hoàng pháp, không có phổ độ cái chúng sinh ở cái nơi đó. Vì đến đó thì chỉ mất công và chỉ tạo ra cái sự bất ổn. Đôi khi có những cái xã hội, có những cái quốc độ, người ta có nhiều cái sự loạn lạc, ví dụ như là chiến tranh thường xuyên xảy ra. Thì trong cái thời kỳ loạn lạc chiến tranh đấy, thì cái quốc độ đấy, thì những cái nơi đó, cái địa phương đó sẽ là cái nơi không phù hợp, và những cái người tu hành không nên nân na, không nên du hành và không nên đến cái nơi đó. Thì những cái nơi nào mà đang có chiến tranh, đang có dịch bệnh, đang có thiên tai, có nhiều cái nạn đói, hoặc là những cái nơi đó cái dân trí quá thấp, người ta không có để tâm vào cái việc phát triển tâm linh, người ta chỉ lo về cái đời sống vật chất, thì cái nơi đấy cũng là một cái chú xứ không phù hợp. Và mình có đến nơi đấy, mình có thuyết giảng Phật Pháp cũng sẽ không ai nghe, và mình có tu tập sẽ không có ai hội độ, và sẽ cái người mà đến cái nơi đấy thì sẽ bị thối thất về cái đời sống tu tập. Hay là có những cái nơi mà có những cái đời sống văn hóa của người ta nó quá là trụy lạc, như là có những cái nơi người ta quá đề cao cái sự hưởng thụ cái ngũ dục thế gian, cái quốc độ đấy, cái văn hóa ở cái vùng miền như vậy, thì một cái pháp của Đức Phật là cái pháp ni dục,
đến đấy để giảng dạy một cái pháp ni dục nó đối lập, nó đi ngược lại với cái pháp hưởng thụ những cái dục nào ở thế gian. Như vậy thì người ta cũng không hoan hỉ, cũng không chấp nhận, người ta không tu tập theo. Thì đó cũng là một cái quốc độ, một cái nơi mà nó sẽ không phù hợp để một cái người tu tập đến tại cái quốc độ đó. Thì vậy nên là có những cái quốc độ, có những cái địa phương, có những cái vùng miền, có những cái chú xứ nó phù hợp, và cũng có những cái quốc độ, có địa phương, vùng miền, chú xứ nó không phù hợp. Thì một cái người tu tập cần phải biết mình nên ở cái chỗ nào, và mình nên cái chỗ nào nên ở lại, và cái chỗ nào mình nên tránh xa, mình không nên thân cận, không nên đến, thì mới có thể tu tập được. Thì ở đây thì Đức Phật dạy là với một cái người đang trên cái con đường tu tập thì phải thế, thì mình cần phải lựa chọn một cái chú xứ, một cái môi trường thích hợp như thế thì mới có thể thành tựu được những cái đạo quả. Còn đôi khi có những người tu tập đã thành tựu rồi thì có thể là cái vị đó có thể đi đến những cái chú xứ có nhiều cái nghịch cảnh, có nhiều cái nghịch duyên. Nếu như cái vị đó có cái sự tham nhẫn vì muốn phổ độ, vì muốn tế độ cho những cái người dân ở những cái nơi đó, thì cái điều đó cũng có thể làm được. Vì ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật dạy cho một người đang tu tập chưa thành tựu những cái pháp giải thoát, là chưa chứng được những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán, hay là chứng đắc được các đạo quả, thì mình cần phải như thế, mình cần phải đi tìm một chú xứ như vậy. Nên là trong thời Đức Phật cũng có vị tỳ kheo đến xin Đức Phật đi đến một cái chú xứ, tức là đến một cái quốc độ, một cái quốc gia ở nơi khác để truyền đạo. Thì Đức Phật có hỏi, nói với vị đó rằng: ta nghe nói cái người dân ở cái nước đó, ở cái quốc độ đó, người ta rất là hung dữ, hung hãn. Nếu ngươi đến đấy thì ngươi sẽ cần phải như thế nào? Nếu mà ngươi đến đấy thì người ta sẽ phỉ báng, mắng chửi. Ngươi có kham nhẫn được không? Thì cái vị tỳ kheo đó nói rằng: nếu như các cái vị đó mắng con thì con sẽ nghĩ rằng là thật là tốt thay, vì người ta đã không đánh. Vì người ta không đánh con, nếu như người ta đánh ông thì ông sẽ nghĩ sao? Thì lúc đấy vị tỳ kheo đó là: nếu như họ đánh con thì con sẽ nghĩ rằng vẫn còn may mắn vì họ đã không giết ta. Còn nếu như người ta giết ông thì ông sẽ nghĩ thế nào? Vị tỳ kheo nó nói rằng là: thì con vẫn nghĩ rằng thật là may mắn vì họ đã cho ta giải thoát khỏi cái thân ngũ uẩn này. Thì đấy là một cái vị tỳ kheo, một vị A-la-hán rồi, thì có cái tâm hoằng pháp muốn đưa Phật pháp đến một cái vùng miền, và cái nơi đó là một cái nơi có nhiều những cái chướng duyên, có nhiều những cái người hung dữ, có nhiều những cái người bất thiện chống phá, nhưng mà vị ấy có cái tinh thần kham nhẫn như vậy, thì Đức Phật có thể, Đức Phật mới cho phép cái vị đó đến cái vùng đó để truyền bá, để thuyết giảng Phật pháp, để truyền bá Phật pháp đến cái nơi đó, đến cái địa phương đó. Nếu như mà một cái người mà không có được cái sự kham nhẫn như vậy, mà mình đi đến một cái nơi có nhiều những cái người hung dữ như vậy, thì sẽ không thể yên ổn được. Nên là một cái nơi, một cái thị trấn, một cái quốc độ sẽ có những cái nơi phù hợp và nơi không phù hợp. Nhưng ở đây Đức Phật cũng dạy là có những cái người mình phù hợp để mình thân cận, và có những cái người không phù hợp và cần phải tránh xa. Thế thì sống đến một cái chú xứ đã là một vấn đề, nhưng cái vấn đề thứ hai là mình thân cận một cái nơi nào đó. Thân cận ở đây đi có nghĩa là mình phải thân cận với những cái người đồng tu, tức là những cái người đồng tu, ví dụ như là một cái người mới đi tầm sư học đạo thì cần phải thân cận với một cái vị thầy, hoặc là vị đó thân cận với những cái người bạn đồng tu, hay là thân cận với những cái người hộ độ ở cái vùng miền đấy. Thì ở thân cận với những cái người nào mà mình thấy rằng ở gần những cái người này các niệm chưa an trú, không được an trú, cái tâm chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, và các cái nậu hoặc chưa được đoạn trừ, không được đoạn trừ, thì cần phải tránh xa cái người đó. Tại sao mà gần một cái người mà làm cho cái tâm của mình nó không có thể duy trì được chánh niệm? Bởi vì có những cái người, người ta nói chuyện rất là nhiều. Nếu như mình thân cận với một cái người mà người ta hay nói chuyện này thì tâm mình sẽ rất là tán loạn. Tâm mình sẽ vô cùng tán loạn, và mình cần phải tránh xa cái người đấy.
Hay là có những cái người người ta nặng tình cảm quá nhiều, chơi với nhau quá là thân thiết, và sống với nhau thì vui cùng vui, buồn thì cùng buồn. Có cái chuyện người này có việc bận rộn thì người kia cũng có việc bận rộn. Hai cái người mà có cái tình cảm quá gắn bó, quá thân thiết, quá là luyến ái với nhau như vậy thì cũng không nên thân cận, tâm mình nó sẽ bất an. Hay là có mình thân cận với một cái người đấy mà hai cái người đó có cái tư tưởng nó quá là khác biệt, nó không có hòa hợp được với nhau, không có sống chung được với nhau. Và mỗi người có một cái cách sống khác nhau, có những cái cá tính khác nhau, có những cái tập tục khác nhau, và mình thân cận như vậy làm cho mình cảm thấy nó rất là bất an. Hoặc là mình thân cận với những cái người đấy, người ta còn quá nhiều phiền não, có quá nhiều những cái sân hận hiểm hận, quá là nhiều những cái tham dục, cái người có quá nhiều tham dục sân hận tà kiến, thì đấy là những cái người không nên thân cận. Trong có bài kinh thì Đức Phật dạy rằng là cái người nào mà người ta có những cái hành động bất thiện như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói cái lời chia rẽ, nói những cái lời đâm thọc, nói những cái lời phù phiếm, nói những cái lời bất thiện, có tham dục, có sân hận, có tà kiến, thì đấy là những người không nên thân cận, cần phải tránh xa. Thì thân cận những cái người đấy thì mình sẽ bị thoái thất cái đạo tâm. Còn thân cận với người nào mà mình thấy rằng là cái chánh niệm nó được an trú, có thể phát triển được định, có thể phát triển được tuệ thì mới thân cận. Còn thân cận người nào mà tâm nó luôn luôn bất an, tâm nó luôn luôn tán loạn, luôn luôn sinh khởi lên những cái phiền não thì cần phải tránh xa người đấy. Vậy thì ở đây Đức Phật dạy như thế. Thân cận một cái người nào mà tâm của mình bị tán loạn, không phát triển được chánh niệm và không có thể có được những cái vật dụng như y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm trị bệnh, thì cần phải từ bỏ cái người ấy ra đi mà không cần phải từ biệt. Đấy là một cái người thứ nhất. Ở đây Đức Phật dạy chư tỳ kheo sống gần một cái người nào, tỳ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa an trú không được an trú, không chứng được những cái tâm định tĩnh, không chứng đạt những cái vật dụng cần thiết kiếm được một cách có khó khăn. Chư tỳ kheo cần phải suy tư như sau: ta sống gần những cái vật dụng cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo ấy, vị ấy cần phải suy tư như sau: ta sống gần người này, khi sống gần người này, các niệm chưa an trú không được an trú, không được chứng đạt, nhưng những vật dụng cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải y áo mà ta xuất ra, không phải vì vật thực mà ta xuất ra, không phải vì vàng thọa thực phẩm mà ta xuất ra, từ bỏ gia đình, không gia đình. Và ta sống gần người này, các niệm chưa an trú không được an trú, và những pháp chưa chứng đạt không được chứng đạt, tỳ kheo ấy chỉ với ước tính, suy tính như vậy, cần phải từ bỏ người ấy mà đi, không cần phải xin phép, không có được theo sát người đó. Tức là có những cái nơi mà mình thân cận mà cái tâm nó luôn luôn có cái sự tán loạn, mặc dù là ở nơi đấy cái đời sống về vật chất thì sung mãn phong phú, nhưng mà cái vị đó cần phải suy nghĩ rằng tu tập không phải vì hưởng thụ những cái ngũ dục thế gian, vì mình từ bỏ cái ngũ dục thế gian chứ không phải là hưởng thụ, không phải hưởng thụ cái đời sống vật chất, mà là vì buông xả cái đời sống vật chất, mà chỉ đi tìm kiếm cái đời sống tâm linh, chỉ đi tìm kiếm cái đời sống tinh thần. Vì vậy ở cái môi trường nào mà mình thấy chánh niệm phát triển, có thể duy phát triển được cái tâm định, có thể phát triển được trí tuệ, có thể đoạn trừ được các phiền não, thì mình mới thân cận với những cái nơi đó, với những cái người đấy. Còn nếu như mà mình thân cận mà nó chỉ tăng trưởng thêm những cái bất thiện pháp, và những cái thiện pháp nó giảm tổn đi, thì mình cần phải từ bỏ cái người đó. Tức là nếu mà mình thân cận người nào mình cảm thấy tâm nó hoang mang, tán loạn, những cái tâm bất thiện nó tăng lên và những cái tâm thiện nó giảm đi, thì mình có thể bỏ cái người đó mà ra đi, không cần phải xin phép cũng được. Thì trong này Đức Phật cũng nói, mình có thể bỏ người ấy ra đi, không cần phải xin phép, không có theo sát người như vậy. Ấy là cái sự thân cận về những người không có phù hợp. Và đây Đức Phật dạy chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống gần một người nào, tỳ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa an trú được an trú, những cái pháp chưa chứng đạt được chứng đạt, những cái vật dụng cần thiết kiếm được một cách khó
khó khăn, tỳ kheo ấy cần phải suy tư như sau: ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, các pháp chưa chứng đạt, được chứng đạt, nhưng những cái vật dụng cần thiết kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không phải vì y áo, vì vật thực và vì những cái vật dụng mà ta xuất ra. Vì vậy, cho nên là vị tỳ kheo suy tính như vậy, vị tỳ kheo cần phải theo sát người ấy, không được bỏ đi. Tức là nếu như mà mình thân cận một cái người nào mà thấy rằng là chánh niệm của mình có thể duy trì được, không có những cái sự tán loạn, không có những cái sự no nắng, bất an, hoảng sợ, thì dù cho cái đời sống vật chất nó có khó khăn, nó có thiếu thốn, thì mình cũng vẫn phải cố gắng bám sát cái môi trường đấy, vẫn phải bám sát cái những cái người đó, và để mình tu tập để phát triển về cái đời sống tâm linh, và cái đó không chú trọng về cái đời sống vật chất. Và cái trường hợp thứ tư là chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống gần một người nào, tỳ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa an trú được an trú, tâm không định tĩnh được định tĩnh, các nậu hoặc chưa đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược được chứng đạt, chưa chứng đạt thì được chứng đạt, những vật dụng cần thiết cho đời sống của người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không có khó khăn. Chư tỳ kheo cần phải suy tư như sau: ta sống gần người này, khi sống ở gần người này, các niệm chưa an trú được an trú, tâm chưa định tĩnh được định tĩnh, các nậu hoặc chưa đoạn trừ được đoạn trừ, và vô thượng an ổn khỏi các ách phược được chưa thành đạt được thành đạt. Những vật dụng cần thiết cho đời sống của vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách dễ dàng. Chư tỳ kheo phải chọn đời theo sát người này, không được bỏ đi dầu có bị xua đuổi. Đấy là một cái trường hợp thứ tư. Cái trường hợp này là ở một cái gần một cái người mà mình có thể phát triển được cả hai cái mặt, tức là về cái đời sống nội tâm, tức là mình có thể phát triển được chánh niệm, mình có thể phát triển được, khi mình cứ duy trì được chánh niệm là thì chắc chắn sẽ phát triển được định và sẽ phát triển được tuệ và sẽ thành tựu được cái đạo quả giải thoát. Vậy thì khi mà thân cận một cái người nào mà mình cảm thấy có thể phát triển được chánh niệm, tức là cái người đấy sẽ không có làm cái gì để cho mình sợ hãi, không có làm điều gì để cho mình phải no nắng bất an, thì mình sẽ phát triển được chánh niệm. Còn nếu như mình thân cận một cái người nào, cái người đấy luôn luôn tạo cho mình một cái áp lực, một cái sự no nắng sợ hãi, vì sân hận, vì cái sự bận rộn năng xăng, thì mình biết là cái chánh niệm nó sẽ không được duy trì. Mà chánh niệm không duy trì thì sẽ không thành tựu được cái định tâm, mà không thành tựu được định tâm thì không thể thành tựu được trí tuệ giải thoát cả. Thì đấy là cái đời sống tâm linh. Mình thân cận một người nào mà có thể nó phát triển và cái sự vật dụng kiếm được một cách dễ dàng, không khó khăn. Bởi vì là nếu như mà một cái người mà có cái sự khó khăn về những cái vật dụng như áo, đồ ăn, khất thực ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, cái đời sống tinh thần này. Nếu như mà mình có thể có môi trường tốt, có thể thân cận với những cái bạn đồng tu, những cái người đồng trú là những người tốt, có thể phát triển được, nhưng mà mình lại gặp khó khăn như là về vật thực thiếu thốn, về chỗ ở thì quá là tồi tàn, những cái vật dụng kiếm được một cách khó khăn, thì cái sự tu tập đấy cũng sẽ gây khó khăn, chứ không phải là nó có thể thành tựu một cách mỹ mãn được. Thì cái chú xứ nó cũng có là cái trợ duyên cho cái sự tu tập, cái vật thực nó cũng trợ duyên cho cái sự tu tập khác, cái vật dụng khác nó cũng có trợ duyên. Tức là nếu như mình kiếm được những cái chú xứ, những cái vật dụng, những cái vật thực nó phù hợp, nó đầy đủ để cho phục vụ cho cái đời sống tu tập, thì cái sự tu tập đó dễ dàng hơn, thành tựu một cách không khó khăn, một cách không có mệt nhọc và một cách không có phí sức. Còn có những người mình có thể tu tập được, nhưng mà phải tu tập trong cái sự khó khăn, trong cái sự mệt mỏi, trong cái sự tốn nhiều công sức, bởi vì cái sự thiếu thốn về vật chất nó cũng làm ảnh hưởng cho cái sự tu tập về tâm linh, về tinh thần như vậy. Vì vậy cho nên là Đức Phật dạy như thế, nếu thân cận ở một cái môi trường đấy, thân cận một cái người đó mà mình có thể phát triển được chánh niệm, mình có thể thì mình sẽ phát triển được định và có thể phát triển được tuệ, cũng như là có thể dễ dàng có được những cái vật dụng cần thiết cho cái đời sống tu tập.
thì sẽ cần phải bám sát, cần phải theo sát cái người đó. Thì dầu có bị xua đuổi, tức là đôi khi mình có bị mắng chửi, thì cũng không vì thế mà tự ái, không vì thế mà bỏ đi. Thì trong cái có sẽ có những cái khi mà có những cái ở những cái môi trường nghiêm khắc, có những cái vị thầy nghiêm khắc, và có những cái sự có những cái người vào tu tập có thể sẽ còn có những cái nỗi lầm, bởi vì còn có nhiều cái tập khí, còn có nhiều cái thói quen, còn có nhiều những cái cá tính của cái đời sống thế gian, của cái đời sống phàm tục, nó chưa có được trong sạch, nó chưa có được hết đi. Cho nên là với một cái người mới vào tu tập sẽ còn bộc lộ ra rất là nhiều những cái nỗi lầm, những cái nỗi này hoặc là những cái nỗi kia, những cái thói hư tật xấu ở thế gian, nó còn bộc phát ra bằng những cái hành động, bằng những cái lời nói, bằng những cái cách cười cợt, bằng những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, bằng những cái cách hành xử thiếu những cái sự lễ độ, thiếu những cái sự tôn trọng, thiếu những cái sự văn hóa nó chưa phù hợp ấy. Thì đôi khi sẽ có những cái vị đồng phạm hạnh, những cái vị tu khác sẽ nhắc nhở. Có những cái người chỉ cần nhắc nhở một cách nhẹ nhàng và cái người đó sẽ rút ra được cái tinh thần, sẽ biết cái sửa những cái nỗi lầm của mình. Nhưng cũng có những người cần phải mắng chửi, cần phải có những cái sự khiển trách, thậm chí là phải xua đuổi cái người đó. Nhưng mà với một cái người nào có cái tâm tha thiết tu tập, cái vị đó sẽ không tự ái và coi cái sự chỉ những cái nỗi lầm đó như là một cái gì đó rất là quý báu. Là có người hiền trí chỉ nỗi và khiển trách như là chỉ chỗ chôn vàng. Thì thật sự với một cái người mà thật sự có cái tâm muốn tu tập, muốn tiến hóa, muốn tiến bộ, muốn lợi lạc, muốn lợi ích trong pháp và trong cái giáo pháp, trong cái luật này, thì cái vị đó sẽ luôn luôn hoan hỷ đón nhận những cái sự chỉ dạy, những cái sự khiển trách, những cái sự chỉ nỗi của những cái người khác, để biết đó là nỗi lầm, để mình có thể tránh những cái nỗi lầm đấy và mình có thể tiến bộ, tiến hóa nhiều hơn ở trong giáo pháp này. Vậy thì một cái người mà khi mình gặp được một cái môi trường phù hợp, gặp được những cái bạn đồng tu phù hợp và có thể phát triển cả về cái đời sống về tâm linh và có không khó khăn trong cái việc tìm kiếm những cái vật dụng cần thiết, thì cái vị đấy là một cái người có cái đạo tâm, có cái tâm tu tầm cầu học đạo, thì cần phải gắn bó ở cái môi trường đó. Dù ở cái đó có một số những cái nghịch cảnh, ví dụ như là có những cái người khác có thể mắng mình, có thể chửi mình, có thể đuổi mình, thì mình cũng không đi khỏi cái môi trường đó, vì đi khỏi cái môi trường đó mình sẽ rất khó có thể kiếm được một cái môi trường mà có được cái sự có được cái thuận lợi về cả cái sự tu tập về tâm linh và về cái vật chất như vậy, và có thể mình sẽ bị rơi ra khỏi cái giáo pháp này và mình sẽ bị chạy theo cái dòng đời thế tục và mất cái cơ hội có thể tu chứng được những cái pháp tượng nhân. Thì đấy là Đức Phật trong cái bài kinh này chỉ cho một cái người hành giả tu tập để mình biết lựa chọn một cái môi trường. Thì thứ nhất là phải lựa chọn một cái chú xứ, vì cái chú xứ bao giờ cũng là đứng đầu tiên trong những cái yêu cầu, những cái cần thiết để mình lựa chọn. Nhất là cái chú xứ đó nó có cái thời tiết phù hợp, và cái chú xứ đó nó là một cái không gian nó yên tĩnh, nó phù hợp và nó không có những cái chướng ngại. Nhưng có những cái nơi nó quá là chướng ngại về thời tiết, nó quá lạnh hoặc quá nóng thì cái chú xứ đấy cũng rất là khó để thực hành. Và cái chú xứ mà nó mát mẻ, nó vừa phải, nó lạnh, nó không lạnh quá, nóng nó không nóng quá, vừa đủ để mình có thể kham nhẫn, có thể thực hành được, thì cái chú xứ đấy cũng có thể được coi là cái chú xứ phù hợp. Một ngôi nào, một cái quốc độ nào đấy có cái sự bình yên, những cái nơi đấy là những cái nơi có cái văn hóa, có cái đời sống tâm linh, có những cái người có tín tâm, có những cái người tuần thành, có những cái người hộ trì hộ độ cho những cái người tu tập, thì cái quốc độ đấy, cái chú xứ đấy là cái chú xứ thích hợp, mình nên thân cận ở cái chú xứ đấy, tu tập sẽ thành tựu. Còn có những cái chú xứ, có những cái quốc độ, có những cái địa phương, có những cái vùng miền, người ta có những cái văn hóa nó quá là hà khắc, tức là có những cái vùng miền người ta có những cái văn hóa nó quá
quá là lạc hậu, hay là quá là có những cái tư tưởng nó quá là cực đoan, quá là tiêu cực, và người ta theo những cái tôn giáo nó cũng rất là cực đoan, thì những cái nơi đấy mình cần phải tránh xa, nhưng mình không nên đến. Mình đến nơi đấy mình sẽ gặp rất là nhiều cái sự nguy hiểm. Đấy là những cái nơi mà mình có thể thân cận, thì cũng như vậy có những cái con người mình có thể thân cận, những cái người mà có cái sự tu tập, có cái tâm tu tập và có không có những cái chướng ngại, và mình thân cận ở những cái người nào mà mình thấy rằng là cái chánh niệm của mình nó có thể phát triển được, thì đó là cái môi trường cái thân cận những người đấy là thích hợp. Còn những cái thân cận những cái người nào mà mình cảm thấy chánh niệm của mình nó không phát triển thì đấy nó cũng là không thích hợp. Thì cả về hai mặt, về cái sự tu tập về đời sống tâm linh cũng thế, và đời sống vật chất cũng thế. Có nghĩa là cái đời sống vật chất dù có thiếu thốn cũng được, nhưng miễn là cái môi trường đấy hay là thân cận cái người nào đấy mà mình vẫn duy trì được chánh niệm, tâm nó không bị tán loạn, nó không có rể xuôi, tức là nó còn có cái sự tinh tấn, nó không có cái sự quá là hoang mang, lo sợ, bất an, thì là cái môi trường đấy, thân cận cái người đấy là sẽ phù hợp. Còn nếu như là cái môi trường nào nó khó khăn về vật chất mà nó không phát triển được về tinh thần, thì cái môi trường đấy mình cần phải tránh xa ngay. Hoặc là dù mình có cái môi trường ấy nó sung mãn về vật chất nhưng không phát triển được cái đời sống tâm linh, không phát triển được cái đời sống tinh thần, thì cũng phải từ bỏ cái môi trường đó, từ bỏ cái chú xứ đó, không nên thân cận. Thì đấy là cái nội dung của cái bài kinh về khu rừng này. Thì Đức Phật dạy như thế để mình biết là cái chỗ nào mình nên đến, nên ở, và chỗ nào mình nên đi, cái người nào mình nên thân cận và cái người nào mình nên tránh xa. Đấy là cái nội dung của cái bài kinh khu rừng. Thế Tôn thuyết rằng, như vậy những vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Kinh khu rừng thứ 17. Hết nội dung của bài kinh khu rừng. Thu tha, thu tha, thu. Sư trả lời các câu hỏi. Dạ, con bạch sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ một thiền sinh có mặt trong hội chúng ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, một vị không tin có đời trước, đời sau và không tin có các vị khuất mắt, nhưng vị ấy tin vào nhân quả đời này, vị ấy thực hành bát chánh đạo, vậy vị ấy có đạt được chánh trí và giải thoát tận diệt khổ đau không ạ? Không tin đời trước, không tin đời sau, không tin có các cái vị hóa sinh, tức là không tin có cõi thiên giới đoạn xứ, mà lại tin là có nhân quả trong đời này. Tức là nhân quả nó chỉ trổ trong đời này, nếu làm việc tốt thì gặp điều tốt, làm việc xấu gặp điều xấu. Thì như vậy thì cái sự tu tập đấy nó chỉ có được một cái kết quả rất là thấp. Như là nếu như mà mình tin như vậy thì cũng có thể có được một chút, tức là tu tập nó cũng có được một chút an tâm, nó cũng có thể phát triển được những cái thiện tâm, mà một cái thiện tâm nhưng mà nó còn rất là hời hợt, còn rất là yếu ớt thôi. Nhưng mà để mà tu tập mà chứng đắc được các cái pháp thượng nhân, như chứng được thiền thông đạo quả thì rất khó. Với về cái niềm tin như vậy là cái niềm tin nó còn quá là yếu, niềm tin như vậy nó còn quá là hời hợt và còn quá là do dự. Trong cái lúc mình thực hành, tâm nó không đạt được cái quyết đoán cao, nên nó không thể giữ được cái chánh niệm mạnh, và để mà chứng được những cái pháp thiền định cao thì rất là khó. Nên là như thời trước thì Đức Phật, khi mà Đức Phật đi thuyết giảng Phật Pháp, đến một cái nơi nào đấy mà gặp những cái đối tượng, những người nghe Pháp nào, người ta chưa có cái đức tin như vậy, thì đầu tiên là Đức Phật sẽ giảng dạy về những cái pháp bố thí giữ giới trước, dạy về những cái pháp, những cái lợi ích của việc bố thí sẽ mang đến những cái quả báo giàu sang, hạnh phúc, lợi ích của cái việc giữ giới, bỏ việc ác, làm việc lành, và những cái hạnh phúc ở cõi thiên giới. Đức Phật sẽ nói những cái cõi thiên giới sẽ có những cái sự hạnh phúc an lạc, thì đồng nghĩa rằng là Đức Phật cũng sẽ dạy về những cái đọa xứ sẽ có những cái sự khổ đau. Và khi cái người đó có được một cái niềm tin rồi, cái tâm đã trở nên nhu nhuyễn thuyền thục, tức là phải phát triển được cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo ở quá khứ, hiện tại và tương lai,
thì cái điều đó là phải, vì đó phải có cái niềm tin là có đời quá khứ, có cái đời hiện tại và có đời tương lai, có những cái cõi sống vô hình, đọa xứ như địa ngục, ngã quỷ, có những cái cõi thiên giới, cõi chư thiên, phạm thiên. Như thế rồi, đầy đủ cái niềm tin như thế thì cái tâm đấy mới có được cái niềm tin mạnh mẽ, mới nhu nhuyễn, mới thuần thục. Thì khi biết chắc rằng vị đó đã phát khởi lên cái niềm tin như vậy rồi, Đức Phật mới tuyên thuyết các sự thật, nếu như người đó có đủ ba la mật để đắc đạo ngay trong hiện tại, thì Đức Phật mới tuyên thuyết, thuyết giảng các cái sự thật, nói về những cái pháp chân đế, để cho vị đó có thể giác ngộ ngay trong khi nghe pháp. Còn với một người mà chưa có cái niềm tin và có cái nhân quả nghiệp báo, có đời này đời sau, thì Đức Phật sẽ không thuyết giảng các cái sự thật, tức là không thuyết giảng các cái pháp chân đế. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là cái người đấy không thể chứng đắc được những pháp thượng nhân ở trong đời này. Người đấy có thể chỉ gieo được một chút cái tâm thiện nhỏ bé và tạo được một chút phước thiện nhỏ bé thôi, để cho vị đó có thể cố gắng làm sao để tránh không bị rơi vào những cái đoạn xứ địa ngục ngạ quỷ súc sinh thôi, chứ không thể chứng đắc được những cái pháp như thiền thông đạo quả được. Vậy nên là muốn chứng đắc được những pháp thượng nhân thì phải có cái niềm tin cao hơn, là phải tin nó có những cái đời trước đời sau, phải tin là có thiên giới đoạn xứ, rồi lấy đó làm động lực thì cái niềm tin nó mới mạnh mẽ, thì mới có thể thành tựu được những cái pháp thiền cao thượng được. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ thiền sinh ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, con muốn hỏi tại sao những ngày giới lại là những ngày mùng 8, 10 năm, 23 và ngày cuối tháng âm lịch mà không phải những ngày khác ạ? Và những ngày ấy có ý nghĩa gì ạ? Ngày mùng 1, ngày 15 âm lịch có ý nghĩa gì theo truyền thống Phật giáo Nam Tông không ạ? Xin tri ân sư ạ. Những cái ngày đấy có ý nghĩa chứ không phải là không có ý nghĩa. Có trong một bài kinh ấy, thì Đức Phật có nói rằng là vào những cái ngày đại giới, những ngày rằm và ngày 30, đó là những cái ngày mà các vị vua trời sẽ đi du hành ở trong dân gian, du hành ở trong dân gian rồi sau đó về hội họp ở trong thiện pháp đường, ở cái nơi giảng đường của cõi trời Đao Nợi Tam Thập Tam Thiên, để các vị ấy biết rằng là cái cõi thiên giới sẽ hưng thịnh hay suy tàn còn tùy thuộc vào cái cõi nhân gian này, có hành trì, có tu tập, có giữ giới, có làm việc thiện hay không. Ví dụ như những cái ngày đấy các vị vua trời đi du hành trong dân gian mà thấy những người dân người ta còn biết thọ trì giới, còn biết tu tâm, còn làm việc phước thiện ấy, thì các vị ấy hội họp với nhau và tính toán rằng là cái cõi thiên giới còn hưng thịnh, tương lai sẽ còn có nhiều chư thiên được sinh sôi nảy nở ở trên đây. Còn nếu như mà vào cái thời điểm nào, thời đại nào đấy, các vị vua trời du hành trong dân gian và những ngày đó mà thấy dân gian người ta không còn biết giữ giới nữa, không còn biết tu tập, không biết hướng thiện nữa, thì các vị ấy cũng biết là cõi thiên giới đang suy tàn dần dần, và cái cõi địa ngục, cõi Atuna sẽ tăng thịnh. Tức là căn cứ vào đó thì biết được là cõi Atuna sẽ thịnh nếu như những người người ta tăng trưởng cái tâm sân hận nhiều, hay là các cái cõi đoạ xứ sẽ tăng thịnh và cõi thiên giới sẽ suy tàn. Tức là du hành trong nhân gian như vậy thì sẽ biết được, nhìn vào những cái hành động của người nhân gian thì biết là tương lai sẽ có người sinh thiên hay có người xuống đoạn xứ. Còn những cái ngày mùng 8, 23 là những cái ngày mà các vị thiên tử, tức là các cái vị con của các vị vua trời, những cái vị đệ tử, thiên tử ấy, là những cái người sẽ đi du hành, sẽ thay những cái vị vua cha mình đi du hành ở trong dân gian để nắm bắt cái tình hình trong thế gian người ta có làm việc phước, có tu tập hay không, và các vị sẽ biết được trong tương lai cõi thiên giới sẽ còn có nhiều vị sinh về cõi thiên hay không. Thì đấy là các vị ở cõi chư thiên là sẽ nhận biết như vậy qua cái sự du hành trong dân gian như vậy. Cho nên Đức Phật mới khuyên là những cái ngày như thế thì nên tu tập, vì những cái ngày như thế tu tập thì chư thiên sẽ hoan hỉ, và cũng có vì những người đấy tu tập cũng sẽ được chư thiên hộ trì. Thì có nhiều vị chư thiên người ta sẽ hộ trì cho những người tu tập, bởi vì những người tu tập là con cháu của chư thiên sau này, sẽ sinh về cái cõi thiên giới sau này, nên là người ta sẽ hộ trì cho, giống như là những cái bà mẹ bảo vệ cái bào thai của mình,
thì những cái người tu tập ấy chính là cái thai của các cái vị chư thiên ở trong tương lai, người ta phải bảo vệ. Những cái người nào mà có cái sự thọ giới, có cái sự thực hành giới trong những cái ngày đó thì chư thiên người ta sẽ biết, các vị chư thiên ấy biết, người ta sẽ để tâm đến những cái người đấy, thỉnh thoảng người ta sẽ hướng tâm đến xem cái người này có bình an hay không, nếu mà có gặp những cái chướng nạn gì có thể sẽ được cái sự phụ giúp, có được cái sự cứu giúp hay là có được cái sự hộ độ, hộ trì của các vị chư thiên. Điều đó là cũng có chứ không phải nó không. Vì cái mục đích đấy, vì cái ý nghĩa như vậy, cho nên là những cái ngày 1 tháng 4 ngày trai giới, Đức Phật khi mà đứng trước các hàng đệ tử tại gia, Đức Phật luôn luôn khuyến khích và khích lệ các hàng Phật tử tại gia phải tu tập những ngày trai giới đó. Ngay cả hàng xuất gia thì những ngày đấy cũng là những cái ngày phải ôn lại giới luật, những cái ngày đó cũng là những cái ngày túc lại giới bổn Patimokkha, để cho cái vị đó cũng cái sự tu tập cũng cần phải có các cái vị chư thiên người ta hộ trì, thì cái sự tu tập đó nó sẽ thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Thì đấy là cái ý nghĩa mà những cái 1 tháng có 4 cái ngày trai giới đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vũ Duy Thanh ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư hoan hỷ cho con hỏi. Trong thánh đạo 8 ngành thì chánh nghiệp do chánh ngữ làm cho sanh khởi. Vậy phần này thì hiểu như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, rồi đến chánh nghiệp. Chánh ngữ ví dụ như là một cái người đó nói ra những cái lời nó đúng với sự thật, thì ngay cái lúc mà vị đó nói ra những cái lời nó đúng với sự thật đó thì cái đó là cũng đã là chánh nghiệp rồi, cũng là nó vừa là chánh ngữ, nhưng mà nghiệp ở đây nó thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà. Thì khi mà khởi lên một cái ý định muốn nói thì cái người đấy phải khởi lên một cái ý định chân chánh, thì ngay lúc đấy là trong cái ý của vị đó đã khởi lên một cái ý nghiệp chân chánh rồi, thì vị đó mới nói ra những cái lời chân chánh. Khi nói ra những cái lời chân chánh rồi, vị đó lại hành động theo những cái lời chân chánh đấy nữa, thì nó sẽ tạo ra được cả 3 nghiệp thanh tịnh. Vì một cái người mà nói ra một cái lời chánh ngữ thì cái lời nói đâu nó để phát ra từ cái miệng đâu, mà nó phát ra từ trong tâm. Đấy, thì cái tâm nó phải hướng đến cái điều chân chánh trước, thì lúc đấy nó đã thành tựu ra được cái chánh nghiệp về ý rồi. Vậy nên là một cái người ở đấy thì vì theo cái nội trình của bát chánh đạo là thế, chánh kiến thì mới có chánh tư duy. Vì có chánh tư duy tức là vị đó có suy nghĩ rồi, thì chánh tư duy thì mới có chánh ngữ, có suy nghĩ rồi mới nói. Thế có chánh ngữ thì sẽ có chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây là cả 3 nghiệp chứ không phải là chỉ có một cái nghiệp ở khẩu đấy, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chánh nghiệp thì sẽ có chánh mạng. Thì cái ý nghĩa là như vậy. Nặng thì có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Văn Trọng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi là trong Phật giáo Nguyên Thủy có nhắc đến Phật A Di Đà không ạ? Có ngày vía xuất gia của ngài không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có Phật Di Đà, không nói đến Phật Di Đà. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có nói đến 24 vị Phật ở trong quá khứ thôi. Còn có một vị tương lai sẽ thành Phật, đó là Phật Mét Tê Giá, thì bây giờ còn đang là Bồ Tát. Còn chỉ nói đến các vị Phật trong quá khứ có lật sử, có sự thật. Ở trong cái kiếp hiện tại này trước Đức Phật thì có Đức Phật Kassapa, Ca Diếp, Đức Phật Câu Na Hàm, Đức Phật Câu Niu Tôn, Đức Phật... tức là nếu mà nói về từ thời Đức Phật đầu tiên là Đức Phật Dibhaṅkara, Tỳ Bà Thi để thọ ký cho Bồ Tát Sumedha thành Phật, đến giờ là có 24 vị Phật ra đời ấy. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy, trong những cái bài kinh Nikaya thì có nói đến lịch sử, có nói đến danh hiệu, có nói đến cái thời điểm, cái thời ra đời của các cái vị Phật đó. Thì có rất là nhiều, những có 24 vị Phật đó thì trong Phật giáo Nguyên Thủy có nói. Còn ngoài ra thì không nói đến những vị Phật khác. Và đặc biệt là Phật Di Đà thì không có một kinh nào nói đến trong 5 bộ kinh Nikaya.
thì không có kinh Di Đà, cho nên là không có nói gì đến Đức Phật Di Đà, và cũng như các cái lịch sử cái sự xuất gia ngày lễ vía nhất đều không có. Thế là trong Phật giáo Nguyên Thủy nó không có, và kinh phát triển sau này mới có. Nhờ phát triển thì mới có không những Phật Di Đà còn nhiều vị Phật khác, nói đến hàng vạn vị Phật. Phật Di Đà chỉ là một trong vô số những vị Phật của kinh phát triển, chứ không hề có ở kinh Nguyên Thủy gốc. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một Phật tử ạ. Dạ, con kính bạch sư. Dạ, thưa sư, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất ạ, nhưng giờ con trai con dâu tôi bỏ công việc để dành thời gian đi thiền và tu tập. Tôi thấy như vậy là không giống người bình thường ạ, không làm việc cống hiến gì cho gia đình và xã hội. Tôi cho rằng các cháu đang bị mê lầm và đi sai đường ạ. Vậy tôi làm thế nào để khuyên con cái tôi trở lại đời sống bình thường, sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ, lao động cống hiến cho xã hội ạ? Thì đấy là với một cái người mà không có đức tin về cái sự tu tập, thì đúng là con cái đi tu sẽ là một cái sự phiền não rất là lớn đối với cha mẹ. Ví dụ như Đức Phật vậy, khi Đức Phật đi xuất gia, vua Tịnh Phạn là cha của Đức Phật là cái người phản đối kịch liệt và tìm đủ mọi cách để ngăn cản, không cho vị Thái tử Tất Đạt Đa này xuất gia. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đã phải trốn đi, tức là đã phải trốn đi, từ bỏ cả vợ, từ bỏ con, từ bỏ cha và từ bỏ luôn cả cái nghĩ địa vị là cái cung vàng điện ngọc đấy, cả cái địa vị làm vua, từ bỏ một cái trách nhiệm rất là lớn. Nếu như mà nhìn nhận từ một cái người thường ở thế gian thì đó là một cái điều tội lỗi, đó là một cái điều bất hiếu. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, vì vị đó đáng lẽ phải ở nhà để thay vua cha trị vì thiên hạ cơ, làm cả một cái vị vua của một cái quốc gia lớn như vậy, và vì nó còn từ bỏ cái trách nhiệm đó để đi tu tập. Đấy, thì cái điều này mà so sánh với bản thân của Đức Phật thì cái chuyện của gia đình nó còn nhỏ hơn rất nhiều. Thứ nhất là có thể là người con mình chưa có từ bỏ và mà mới chỉ là đi tu tập một thời gian ngắn rồi lại trở về. Tôi chứ còn cái trường hợp như Đức Phật thế bỏ hẳn gia đình đi xuất gia, nhưng mà sau này khi mà tu thành chánh đạo rồi trở về thì chính Đức Phật lại là cái người hóa độ được cho cha mẹ, tất cả những người thân của mình vào trong đạo quả Niết Bàn giải thoát, chấm dứt được cái luân hồi tái sinh, khổ đau vô lượng kiếp. Như vậy nên là với một cái người mà có niềm tin ấy, có niềm tin vào nhân quả, tin rằng có kiếp này, có kiếp sau, có cái sự khổ đau ở cái cõi đọa xứ, có cái sự an vui của các cái cõi thiên giới, hay có cái sự an vui của Niết Bàn chấm dứt khổ đau, thì cái người đấy sẽ hoan hỉ với cái đời sống tu tập của những cái người thân của mình, nhất là những cái người cha mẹ, là những cái người có đức tin. Thì khi mà con cái tu tập như thế thì vô cùng quý báu, vô cùng hoan hỉ, vô cùng là trân trọng. Cái điều đó còn quý báu hơn cả một cái người khác có thể mang cả núi vàng, núi bạc, núi châu báu đến mà cho mình, cũng không quý báu bằng trong nhà mình có một cái người con biết đạo, biết tu tâm. Tu tâm ở đây thì là cái người con đấy tu tâm là để đoạn trừ những cái tâm bất thiện, những cái tâm ác ý tham sân si, và tích lũy những cái công đức, những cái pháp ba la mật, thì những cái công đức này nó mới đi theo mình mãi mãi, để đời này đến đời khác, kiếp này đến kiếp sau. Còn những cái đời sống ở thế gian như là lấy vợ sinh con, tạo ra những cái tài sản khác, thì những cái đấy với một cái người bình thường thì cho là quan trọng, nhưng với một cái người có cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh, hay là một cái người hiểu sâu về cái đạo lý, thì lại coi đó là cái đời sống phù du, vui ít khổ nhiều, hưởng thụ cái đời sống thế gian. Thì cuối cùng thì ai cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết, và những cái tài sản không thể nào mang đi được. Nhưng mà những cái công đức tu hành này
thì có thể làm nợ nạc cho cả những cái thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cả những thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, và cả những cái bản thân cái người đó cũng đều được hưởng những cái pháp cao thượng thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Thì cái này nó còn tùy từng người, nhưng mà với một cái người nào đó mà mình có đi tu tập thì mình cần phải có được cái hài hòa. Ví dụ như trong luật của Đức Phật dạy rằng với một cái người con muốn đi tu tập phải được sự đồng ý của cha mẹ. Đấy là cái luật mà Đức Phật chế định. Với một cái người nào mà không được cái sự đồng ý của cha mẹ thì Đức Phật cũng không nhận cái người đó vào tu tập. Cái người đó tu tập là phải có cái sự đồng tình của cha mẹ, và cái vị đó phải có cái sự khéo léo, có cái sự thay đổi, tức là phải làm tròn những cái bổn phận của mình. Mặc dù mình tu tập nhưng mà mình không có bỏ bê, không có làm mà không có bỏ bê những cái bổn phận trách nhiệm của mình, cũng như là vị đó phải có những cái cách làm tăng trưởng đức tin của những cái người chưa có niềm tin, chứ mình không có làm mất cái niềm tin của những người chưa có niềm tin nữa. Vậy thì cái sự thực hành tu tập của mình làm sao phải khiến cho những người xung quanh hoan hỉ, đồng tình, ủng hộ, tăng trưởng được cái niềm tin của những người xung quanh bằng những cái sự thay đổi của cái tâm linh của mình. Đấy là vậy thì người nào mà mình tu tập mình phải có cái trách nhiệm như vậy. Mình không vì cái sự tu tập của mình mà khiến cho những người thân của mình quay sang phỉ báng chống đối, tạo những cái ác nghiệp và có khi sau này phải đọa vào các cái đọa xứ. Thì cũng vì vậy nên mà phải rất là biết cách quân bình, biết cách cân đối, biết cách cân nhắc và biết cách tu tập làm sao cho nó phù hợp và nó đem lại cái lợi ích cả về hiện tại này cho mình và cho người thân, và đem lại cái lợi ích đó cả về trong tương lai thì sẽ tốt đẹp hơn. Dạ, con thưa sư, có hai hành giả là Trần Duy Tiệp và Đỗ Thị Hậu ạ. Cả hai hành giả này đều xin sư cho phép trong dịp Tết này được tới chùa để được hành thiền ạ. Ừ, được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ly ạ. Dạ, con thưa sư, con ngồi thiền vào buổi sáng được 15 phút mà tới trưa thì lại hay nổi sân ạ. Xin sư từ bi hoan hỷ chỉ dạy giúp con ạ. Đó, đấy là do bị ức chế quá, do mình căng thẳng quá, do mệt mỏi quá. Mình phải để tâm nhẹ nhàng, thân tâm nó rất là tự nhiên, thoải mái, không bị ức chế, không gò ép, không căng thẳng. Thì cái ngồi nó sẽ tăng trưởng cái sự hoan hỷ, thì nó tăng trưởng cái kinh an, cái an lạc nên thì mới được. Mình gò ép, ức chế quá nên nó mới như thế chứ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Sen Trắng ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. Một ngôi chùa mà nhiều người đến tu tập mà luôn bị phi nhân quấy nhiễu là vì những lý do gì ạ? Con xin sư từ bi chỉ đầy ạ. Một ngôi chùa đấy có thể là sẽ có những cái vị phi nhân ở cái chỗ đấy. Ví dụ như là có những người tu tập ở nơi đấy làm cho những vị phi nhân người ta rất là khó chịu. Như các vị tỳ kheo ở thời Đức Phật khi đến một cái khu rừng tu tập thì những vị phi nhân người ta thường hay sống ở trên cao, sống ở trên cây, nhưng mà khi mà có những người tu tập ở dưới thấp thì người ta rất là không dám lên trên cao, là người ta sợ bất kính với những người tu tập ở dưới, cho nên là họ tìm cách họ xua đuổi những cái người tu tập ở đấy đi để cho người ta muốn sống được yên ổn. Thì Đức Phật dạy là ở chỗ nào như vậy thì vị đó cần đọc cái kinh Rải Tâm Từ nhiều, tụng kinh tâm từ hoặc là thực hành thiền tâm từ, có nghĩa là tụng đọc kinh tâm từ nhiều, đấy là cái pháp hóa giải tốt nhất với những cái phi nhân ở đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đen Trắng ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, nếu một người cư sĩ xin giới của một vị tăng, nếu vị đó đã được vào dòng thánh mà người cư sĩ đó giữ giới chưa được trong sạch, vậy người cư sĩ đó có phạm lỗi đắc tội với vị sư mà mình đã xin giới không ạ? Không, không có. Mình chỉ phạm giới thì mình có lỗi do mình phạm giới thôi. Còn mình xin giới với ai thì cũng thế, không quan trọng mà. Không phạm giới với cái vị mình xin giới, mà mình phạm giới vì mình
thì mình cố tình phạm giới thì nó đứt giới thì mình mới phạm lỗi, chứ không phạm lỗi với người xin giới nhé. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Sen Trắng ạ. Con kính bạch sư ạ, nếu một người cư sĩ xin giới của một vị tăng mà vị đó không hề có giới đức như vậy, người cư sĩ có lợi lạc gì không ạ? Nếu như mà mình mà biết rõ ràng cái vị đó là người không có giới thì cái niềm tin của mình nó kém, nó làm cho cái sự thực hành giới của mình có thể nó cũng kém theo. Thì còn nếu như một cái người mà mình y vào giáo pháp, mình không y vào con người ấy, thì mình vẫn không sao. Ví dụ như là mình miễn đây là mình thọ thì cái lời pháp đấy từ cái pháp này là từ Đức Phật, chứ không phải là vì từ cái vị sư này. Vị sư này chỉ là một cái truyền thừa, giống như là một cái đài, nó nói ra những cái pháp mà mình nghe mình vẫn hành trì theo được, thì có liên quan gì đến cái đài đâu. Còn cái pháp mà mình thọ trì là chỉ cái đài chỉ là phương tiện thôi, thì cái vị tỳ kheo cũng chỉ là cái người phương tiện nói nên những cái giới đấy thôi. Còn nếu như mà mình có cái niềm tin mạnh vào pháp, vào Phật thì vẫn tu được, không sao. Còn nếu như mà có những cái người vì mình quá là nặng về cái người truyền giới đấy, đấy là một cái gương để noi theo thì mới ảnh hưởng. Vậy thì mình phải xác định như thế, một là mình xin giới từ những cái vị thanh tịnh, còn nếu như không có vị thanh tịnh mà mình phải xin giới từ những cái vị mà không thanh tịnh thì mình cần phải suy xét như vậy, là mình thọ trì giới này là giới của Phật và mình vẫn thực hành được, chứ không phải là không được nhé. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Phương Thảo ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, con có ý định được xuất gia leo duyên ở chùa Phúc Minh. Chùa có cho phép không ạ? Nếu được xuất gia leo duyên tại chùa thì con nên chuẩn bị trước hành trang là những gì ạ? Cần phải đợi khi chùa tổ chức theo đợt hay con có thể đến xin phép, và nếu được chấp thuận thì được làm luôn ạ. Con xin tri ân sư ạ. Xuất gia theo duyên thì chỉ có đợt thôi, lâu lâu mới tổ chức một đàn giới chung chung, chứ ở chùa không có xuất gia một cách thường xuyên. Và để mà xuất gia theo duyên được cũng cần phải có thời gian để học. Nếu như một người mà có được một cái trình độ tốt rồi thì cái thời gian học mới ngắn, còn nếu không thì cũng phải một thời gian dài. Mình xuất gia là phải giữ được 10 giới thì mình cần phải hiểu 10 giới đó, phải thuộc lòng 10 giới đó bằng cả Pali và tiếng Việt, và phải hiểu các cái chi pháp, các ý nghĩa của các cái giới đó, cũng như là cái bổn phận trách nhiệm của một cái người để tu ấy, những cái uy nghi, những cái phép tắc của cái người tu tập ấy, những cái pháp của người xuất gia thay đổi nhiều lắm. Nên là cần phải có một cái thời gian để học rồi mới xuất gia được, chứ không phải là đến một cái mà mình chưa biết cái gì mà mình trở thành một cái người xuất gia ngay. Thì đôi khi cái hình tướng thì nó thay đổi, nó thành người xuất gia rồi, tức là cái biểu mẫu của Tam Bảo rồi mà mình lại cái sống nó không xứng đáng, thậm chí mình còn mang tội thêm. Vậy nên là mình cần phải có thời gian để tập sự và học hỏi sau rồi mới xuất gia được, chứ không phải là thích xuất gia là xuất gia được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Tường Hà. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư ạ. Con xin sư đại đáp giúp con những câu hỏi này. Dạ, con thưa sư, có phải tất cả những gì mình đang được thọ hưởng trong kiếp sống này như chỗ ở, đồ ăn, áo quần đều là quả báo của nghiệp mà mình đã leo trong quá khứ phải không ạ? Trường hợp có vị chỉ thích ăn uống thanh đạm ở chỗ đơn sơ thì do nghiệp hoàn toàn hay do vị ấy tiểu lục chi túc ạ? Nó cái tất tất cả những cái nghiệp gì nó đều có hai nguyên nhân hết, không có một cái nghiệp gì mà chỉ có một nguyên nhân quá khứ cả, nó đều có nguyên nhân quá khứ và nguyên nhân hiện tại nữa thì mới nó mới cho ra cái quả được. Tất cả những cái ăn ở chứ thì những cái mình gặp được những cái đó là do cái nhân quá khứ, nếu mình cái nhân tốt thì nó sẽ khiến cho mình gặp những cái điều tốt, nhưng nó cũng còn là cái tâm tốt, tức là cái hành động tốt ở hiện tại nữa. Ở cái cõi người này, để cho một cái nghiệp thiện nó trổ quả, nó cần có cái nghiệp và thiện ở quá khứ, đồng thời cần có cái sự nỗ lực ở hiện tại. Ví dụ như cái người đấy trong quá khứ tạo cái phước bố thí nhiều,
Cho nên đời này vị đó sẽ có nhiều thức ăn chỗ ở, những cái tài sản sẽ có nhiều, nhưng mà vị đó có thể là cái phước nó rất là mạnh, vị đó sinh ra đã là con nhà giàu có đầy đủ mọi thứ đấy rồi, thì cái trường hợp đấy là hoàn toàn là do phước quá khứ đã trổ một cách tự nhiên. Nhưng cũng có những người cái phước đó nó chưa được mạnh mẽ thì vị đó cần phải nỗ lực thêm, ví dụ như là vị đó muốn có những cái thức ăn chỗ ở đấy, vị đó cần phải lao động, cần phải làm vất vả, tức là cần phải có sự cố gắng nỗ lực ở trong hiện tại này mới đạt được cái điều đó. Vậy thì cái quả nó trổ nó có thể là hoàn toàn do nhân quá khứ, nhưng cũng có thể nó chỉ là một phần nhân quá khứ và một phần hiện tại. Cũng có những cái quả nó trổ hoàn toàn do hiện tại nữa. Có thể có những cái quả nó trổ là do vị đó làm quá nhiều cái việc phước lành ở hiện tại này, cho nên cái quả nó cho quả ngay tức thì. Có những cái quả báo nó cho ra ngay tức thì, nếu như cái nghiệp thiện đó nó quá mạnh, nó sẽ cho cái quả báo vị đó có được thức ăn chỗ ở tài sản ngay trong hiện tại cũng có. Vậy thì không hoàn toàn là thuần nhất là cái nghiệp ở quá khứ, có cả quá khứ cả hiện tại, và thậm chí có những cái quả là ngay trong hiện tại tạo ra nó cũng trổ quả báo tức thì nữa. Còn một cái ý gì nhỉ? Là thưa sư, thì trong câu hỏi vừa rồi thì vị có hỏi là do nghiệp hoàn toàn hay là do vị thiểu lục chi túc mà có được. Những cái vị mà thích sống cái đời sống đạm bạc, cái người mà thích sống cái đời sống đạm bạc, ví dụ như người đó có phước để có được rất nhiều tài sản, nhưng vị đó không thọ dụng, không thừa hưởng cái tài sản đó, thì có nhá, có thể đó là cái tâm buông xả do cái tâm thiểu dục của cái vị đó sống như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp là quả báo của những cái nghiệp bất thiện nó đi kèm với cái nghiệp thiện, như một cái người mà biết bố thí, nhưng mà bố thí rồi tâm của vị đó lại có cái sự nuối tiếc với cái vật mình đã bố thí, thì nó sẽ khuynh hướng là kiếp sau cái quả báo của bố thí đấy nó trổ là vị đó có nhiều tài sản, nhưng vị đó vẫn sống một cách khắc khổ, không thọ dụng, không thọ hưởng những cái tài sản đấy. Đấy là có những trường hợp là có nhiều người, người ta có rất nhiều tài sản, rất là giàu có, nhưng mà người ta sống rất tham khổ. Người ta sẽ ở trong những cái ngôi nhà rất là đơn sơ, người ta sẽ mặc những cái áo rất là thô thiển, người ta ăn những cái thức ăn rất là khó ăn. Mà cái tài sản đấy người ta không dùng, người ta cứ để tích trữ ở đấy cho đến khi chết thì người khác sẽ dùng. Đấy là vì cái nghiệp của những người là bố thí nhiều, nhưng mà bố thí nó lại hay đi kèm với những cái tâm bất thiện nó khởi lên trong lúc bố thí đó. Là vì đó lại khởi lên cái sự luyến tiếc sau khi đó bố thí, hoặc là khởi lên cái tâm sân hận, tức là có cái ô nhiễm nó đi kèm vào những cái thiện nghiệp đó. Thì này nó còn hai trường hợp, với cái người có tu tập buông xả cái đời sống hưởng thụ dục lạc để được sống đời sống đơn giản, thì đó là vì đó thiểu dục chi túc. Còn có những người mà người ta không hề biết tu tập gì cả mà người ta sống khắc khổ như vậy, thì đấy là cái quả báo nó như thế, nên nó trổ như vậy đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con thưa sư, gần đây thường xuyên có những người xung quanh tặng con đồ đạc, tặng đồ cho con ạ. Lúc đầu con cũng hoan hỉ và không có ý gì, nhưng sau vài lần liên tiếp, vài ngày như thế, con thấy con bắt đầu nổi tâm tham, mong cầu được nhận nữa. Con thấy xấu hổ và mệt mỏi với tâm phiền não đó, và tự nhiên con cũng sợ nợ ơn người khác nếu mình không tu tập chân chánh, nên con đem trả lại cho người ta đồ nào mà con chưa dùng đến. Con xin hỏi là nếu có người quý mình muốn tặng đồ thì chỉ nên nhận đồ nào thật sự cần dùng đến thôi, phải không ạ? Đúng rồi, mình chỉ nên nhận những cái gì mình cần dùng đến thôi, còn có những cái đồ mình nên từ chối. Nếu như mình biết rằng cái người nhận đó tặng với cái mục đích gì, có những người nhận nếu như mình biết rằng cái người đó vì cái tâm tham ái mà tặng, vì cái tình cảm thế gian mà tặng, thì phải từ chối, không được nhận những cái vật đó. Nhất là với những cái vị nữ, những cái vị, nhất là cả những người tu mà là một cái vị tỳ kheo ni chẳng hạn, một sư cô ấy,
mà có nhan sắc xinh đẹp, thế là có nhiều cái chàng trai thương thầm như trộm sẽ tặng những cái đồ đẹp chẳng hạn, thì tuyệt đối là vị đó mà biết rằng à cái người này vì cái ái nuyến mình mà tặng cái vật này thì phải từ chối ngay và tránh xa, không được nhận, vì nhận rồi sẽ dễ bị lôi kéo ra ngoài thế gian. Thì có những cái sự như thế, còn mình cũng chỉ nhận những cái gì mình dùng, cái gì không dùng thì phải từ chối, phải nói là không dùng đến những cái vật đó, thì đừng có nhận quá nhiều, vì nhận quá nhiều đó cũng sẽ sinh ra tham ái chấp thủ và sẽ bị ô nhiễm, cái tâm nó bị ô nhiễm, và nên là cần phải buông xả, sử dụng những cái gì rất cần thiết thì mới nhận thôi. Dạ, con thưa sư, nếu một vị thật sự đã đắc các pháp thượng nhân thì khi con đến hỏi vị ấy đã đắc thiền hay đạt các tầng tuệ gì hay chưa, vị ấy sẽ trả lời như thế nào ạ? Nếu nói chưa thì sẽ là nói dối, còn nếu thừa nhận thì phạm tội tăng thượng mạng phải không ạ? Cái luật của một cái vị tỳ kheo, nếu như vị đó là một vị tỳ kheo thì vị đó sẽ không bao giờ nói, vì cái giới của vị tỳ kheo là không được nói pháp thượng nhân cho một cái người chưa tu lên bậc trên, dù vị đó có hỏi cũng không được nói. Ví dụ như là vị đó có chứng thiền hay đạo quả gì mà sa di hoặc cư sĩ nam nữ gì đến hỏi thì vị đó cũng không nói, đó sẽ tuyệt đối không có nói cái sự tu chứng của mình. Vì nó có nhiều cái cách để nói nản, nói tránh, và có thể là nói, cũng có thể vị đó sẽ nói là không, chưa chứng gì cả. Vị đó có thể nói như vậy. Còn nếu như vị đó mà thừa nhận thì vị đó sẽ rơi vào hai tội. Nếu như vị đó nói là có mà vị đó có thật thì cũng phạm giới, đã tuyên bố pháp thượng nhân với người chưa tu lên bậc trên thì cũng phạm vào cái tội cần phải sám hối. Còn nếu như vị đó lại là một cái người chưa chứng đắc các cái pháp thượng nhân, mà vị đó lại vì cái danh vọng lợi dưỡng, vì cái sự cái danh mà vị đó tự nhận như vậy là vị đó đứt giới của tỳ kheo, mà vị đó sẽ phải hoàn tục vì cái lời nói đó đó. Thế nên là một cái người Phật tử tuyệt đối là một cái tốt nhất mà không nên hỏi về cái pháp đó thì tốt hơn. Cái pháp đó hỏi ra sẽ rất là dễ khiến cho một cái vị đó phạm vào một cái giới này hoặc giới khác. Thế nên là tốt nhất là chớ có hỏi, cái chuyện là đó rất là nhạy cảm. Dạ, con thưa sư, giữa thiền chỉ quán và thần quán, mình cần bỏ ra khoảng bao nhiêu thời gian để tu tập mỗi trường phái trước khi mình biết mình hợp cái nào ạ? Dạ, có vị bảo là tu chỉ quán giống như bỏ công làm bè rồi mới qua sông, còn tu thần quán thì phải nỗ lực bơi qua sông. Con không biết vị ấy nói có đúng khơi hay không, có dựa trên kinh điển hay không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cũng có thể cái lời nói đó cũng có thể đúng với một cái người tu chỉ quán, tức là sẽ phát triển cho nó thành tựu được cái thiền định, rồi sau đó nương vào cái thiền định đó để phát triển thiền quán. Và khi phát triển thiền quán nó rất là nhàn, khi mà đã có cái thiền định làm nền tảng rồi, lúc đấy quán cái gì nó cũng dễ dàng, rõ ràng, an nhàn, đúng là như một cái người đang chèo thuyền để qua sông. Còn một cái người mà thuần quán, đúng là thời bây giờ mà đi thẳng vào thuần quán sẽ với một cái tâm chưa có định, hoặc là với cái tâm đấy có cái định rất là yếu thì rất là mệt. Là cái trong cái quá trình thực hành đó cái tâm nó rất là căng thẳng, nó rất là mệt mỏi ấy, thì cũng rất là vất vả gian nan, thì cũng giống như là một cái người đang bơi qua sông bằng chính cái cánh tay, không có cái phương tiện gì để nương vào, thì cái sự so sánh đó là có hợp lý. Còn để mà thử áp dụng trong thời gian bao lâu, cái này không, nó không có phù hợp được, cái căn tánh của mỗi người mỗi khác nhau. Có những người thực hành chỉ trong một ngày người ta đã đắc định rồi, có những người phải cả một tuần, có người cả tháng cả năm, có người phải cả 10 năm 20 năm, có người cả đời, có người cả đời cũng không thành tựu. Đấy, thì với thiền định cũng thế, với thiền quán cũng vậy, có người một ngày người ta đã thành tựu được thiền quán, nhưng có người cả năm, 10 năm, 20 năm rồi mới thành tựu, nhưng cũng có người cả đời không thành tựu. Thì cái này không có thể giới hạn thời gian được, mà mình đến thử bao lâu là tùy mình thôi. Thử thiền định một thời gian rồi mình cảm thấy nó không có tiến bộ gì, cảm thấy không còn hoan hỷ nữa thì mình có thể chuyển sang thiền quán. Hay là thiền quán một thời gian dài mà mình cảm thấy không có tiến bộ, không hoan hỷ gì nữa thì mình lại chuyển sang thiền định. Thì đấy là tùy duyên thôi, là tùy mình quyết định, chứ không có cái giới hạn thời gian nào quy định chung cả.
Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả gửi trên Zoom ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Như sư vừa giải thích là có 4 ngày bát quan trai giới, nhưng con vẫn nghe là có 8 ngày bát quan trai giới là ngày mùng 5, mùng 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30 ạ. Như thế này là đúng hay không ạ? Dạ, con xin tri ân sư ạ. Ngày bát quan trai giới thì đấy là có 4 cái ngày chính như vậy, nhưng mà một cái người có thể muốn thọ trì 8 ngày thì vị đó sẽ cộng với một cái ngày trước cái ngày đấy, ví dụ như là ngày mùng 7, mùng 8, ngày 14, 15, ngày 30, mùng 1, ngày 22, 23 thì nó thành 8 ngày. Hoặc là có những người sẽ thọ trì bằng cả 3, 4 là 12 ngày cũng được, thì một ngày trước và một ngày sau, ví dụ ngày 7, 8, 9, 14, 15, 16, 29, 30, mùng 1, rồi 22, 23, 24. Thì đấy là tùy theo, tức là cái sự thực hành cái pháp đó càng nhiều càng tốt, những cái thiện pháp đó làm càng nhiều càng tốt, thậm chí mình có thể giữ cả đời cũng được, cả tháng được, cả năm được, thì thực hành được càng nhiều càng tốt, không có giới hạn. Còn đấy là ít nhất thì mình cũng thực hành được 4 ngày, còn nhiều hơn nữa thì bao nhiêu ngày cũng được. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hậu Đỗ đang theo dõi trên Facebook ạ. Là con thưa sư, con muốn tu tập tại gia theo pháp môn tịnh độ, vậy có cần học thêm thiền định không ạ? Cho con hỏi pháp môn tịnh độ có phải phù hợp nhất với cư sĩ tại gia không ạ? Có nên học pháp thiền thì có thực hành thiền nó mới nắng được cái tâm định thâm sâu vào. Và nếu như muốn thực hành những cái pháp về niệm Phật ấy, thì mình có thể thực hành pháp thiền niệm ân Đức Phật. Thực hành pháp thiền niệm ân Đức Phật này, học về chín ân Đức Phật. Sau đó thì nhắm mắt lại, hình dung ra hình ảnh Đức Phật và niệm Arahang, Arahang. Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường Arahang. Thì niệm như thế mình sẽ thấy được là mình đạt được cái sự nhất tâm rất nhanh chóng trong một thời gian rất là ngắn. Thì đấy mới có cái sự áp dụng của cái pháp thiền vào mọi pháp môn tu, mình sẽ thấy nó có kết quả ngay tức thì. Còn nếu như mình chỉ cầu nguyện vì cái sự tha lực của cái đấng nào đó đến cứu độ mình thì rất là mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, rất lâu dài. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi vấn đề ăn chay trong đạo Phật có do Đức Phật giảng dạy không ạ? Nó có liên quan gì đến việc tu hành đắc đạo hay không? Tại sao người ăn chay có người thì không ạ? Vấn đề ăn chay thì Đức Phật không giảng dạy, Đức Phật không không có cái giới luật quy định là bắt buộc phải ăn chay, hay là cấm ăn mặn, hay là cho phép ăn mặn, hay là không ăn chay ăn mặn gì cả. Thì thời Đức Phật thì với cái chuyện ăn đó thì Đức Phật dạy rằng với nếu như một cái người mà ăn thịt cá thì phải ăn tam tịnh nhục, nhưng là không thấy, không nghe, không nghi. Mình không thấy con vật nó bị giết, mình không nghe tiếng kêu của nó, mình không hoài nghi là người này giết con vật để đãi mình, thì mình sẽ được ăn những cái món thịt cá đó được gọi là tịnh nhục, và phải kiêng 10 cái món của những cái thịt của những cái loài thú dữ ở trong rừng để nó khỏi bị tấn công. Thì nhờ những cái thịt đấy là bị kiêng. Còn cái vấn đề ăn chay thì ngay thời Đức Phật này có Đề Bà Đạt Đa đến xin Đức Phật là cho chư tăng tuyệt đối ăn chay, thì Đức Phật không đồng ý, và Đức Phật nói rằng là ai muốn ăn chay thì ăn, ai muốn ăn thịt cá thì ăn. Và nếu như vị nào ăn chay mà cảm thấy cái sự tu nó phát triển, nó tiến bộ về chỉ quán, nó tiến bộ thì vị đó cứ ăn chay, Đức Phật cũng không cấm vị đó ăn chay, không bắt vị đó phải ăn mặn. Còn nếu như một cái vị nào thấy rằng là mình ăn chay nó không đủ sức khỏe, mình cần phải ăn thịt cá thì mới có sức để tu tập, thì Đức Phật cũng không 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 cấm vị đó ăn mặn, không bắt vị đó phải ăn chay. Nên là cái việc ăn uống là tùy duyên, không có cái pháp môn tu tập về ăn chay ăn mặn. Nhưng là Đức Phật có cái pháp môn tu là dạy quán thức ăn bất tịnh, ăn gì thì quán bất tịnh mà thôi. Còn cái việc ăn đấy nó liên quan đến cái việc tu tập chứng đạo thì không liên quan. Là một cái người ăn chay cũng có thể tu chứng đắc đạo quả giống như một người ăn mặn, hay một người ăn mặn cũng có thể tu chứng đắc đạo quả giống như một người ăn chay, chứ không có cái sự khác biệt gì ở đây.
miễn là mình ăn làm sao nó hợp với cái khẩu vị của mình. Mà trong cái việc ăn uống thì nó thường theo cái văn hóa vùng miền, văn hóa tục lệ của từng nơi. Có những người người ta sinh ra ở cái nơi đấy có cái văn hóa ăn chay đã có sẵn từ xưa rồi, thì cái vị đó khi đi xuất gia rồi vẫn ảnh hưởng cái văn hóa đấy, thì vị đó sẽ ăn chay. Là mặc dù là tu tập là thực hành cái pháp của Đức Phật, còn cái văn hóa về ẩm thực, về ăn uống này thì không liên quan gì đến việc tu tập. Mình có thể ăn chay nhưng mình không được coi ăn chay là một pháp môn tu. Cái người nào mà nghĩ rằng là tôi ăn chay tôi mới là người tu chân chánh, người kia ăn mặn là người tu xấu, người bất tịnh, không được nghĩ như vậy. Vì ăn cái gì thì mình cũng phải quán nó là bất tịnh, ăn xong thì nó thành Phật. Và ăn chỉ là để nuôi thân, để lấy sức, để tu tập, chứ không phải cái ăn này nó tạo ra công đức phước lành hay là nó tạo ra đạo quả gì hết. Thế nên là ăn chay nó cũng thế, ăn mặn nó cũng thế. Và cái người ăn mặn thì nó sẽ có sự cần phải lưu tâm hơn. Là nếu mà một cái người đó ăn chay sẽ dễ ấy hơn, dễ sẽ đỡ phải lưu tâm đến tam tịnh nhục. Chứ đối với một người ăn ăn mặn không được ăn một cách quá tùy tiện, vì đó ăn phải có suy xét. Tức là khi mà vị đó ăn cái món đấy, vị đó phải xác định được món này là món thịt của con gì. Và nếu như đó là thịt chó, thịt mèo, thịt trâu, thịt ngựa, thịt voi, thịt hổ, thịt cọp, báo ấy, rắn hay là thịt người ấy, là tuyệt đối là phải không được ăn. Cho nên là ăn mặn thì cần phải suy xét, phải biết được cái thịt này là thịt gì. Còn nếu như mình không biết được hoặc là mình có sự hoài nghi, ở đây là thịt rắn, đây là thịt trâu, đây là thịt chó, là không được ăn. Có những cái món thịt mà không được phép ăn thì không được ăn, và không được vướng, không được phạm vào tam tịnh nhục, thấy nghe nghi rồi là không được ăn. Vậy thì cái đấy là cái vấn đề ăn mặn, là sẽ phải có thêm một số cái quy định và một số cái ràng buộc như vậy. Còn ăn chay thì biết đó là những cái thực phẩm ở đấy nó toàn là vật thực thôi, nó toàn là những cái cây cỏ thôi, thì mình không cần phải suy xét những cái điều đó nữa. Là động vật, thực vật, là thực vật thì mình dễ dàng hơn, đỡ phải suy xét hơn. Thì đấy là ăn ăn này là liên quan đến văn hóa. Người nào ăn chay là do người đó có ảnh hưởng bởi văn hóa của cái địa phương, của vùng miền của mình. Còn những người tu tập thì có thể ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, và không liên quan gì đến đạo quả giải thoát hết. Dạ, con thưa sư, một người tu tập đến mức độ nào thì có thể thấy được kiếp trước của mình và biết được kiếp sau của mình sẽ tái sinh về đâu ạ? Tu tập để mà thấy được kiếp trước của mình thì có hai cách để thấy được kiếp trước. Một là vị đó thực hành thiền định, và nếu mà phát triển ở cái định rất là thâm sâu và phải thực hành tứ thiền bát định, thực hành 14 pháp thuần thục, và vị đó làm chủ được tâm theo 14 cách để phát triển được túc mạng trí, thì sẽ thấy được kiếp trước của mình, cả những nét đại cương và chi tiết. Thì đấy là nương hoàn toàn vào thiền định cũng có thể thấy được kiếp trước, và phải thực hành thiền định rất là thâm sâu. Còn một cái pháp thứ hai là có thể nương vào thiền tuệ, là cái muốn thấy được kiếp trước thì vị đó phải phân tích ra được năm uẩn, tức là cái danh và sắc, phân tích được danh sắc bên trong bên ngoài rồi, thì vị ấy nương vào cái phiền não luôn, vị đó khởi lên rồi đi ngược về quá khứ dần dần đến thời điểm tục sinh. Rồi sau đó thì tác ý hướng về cái nghiệp đã tạo ở trong đời quá khứ. Thì lúc đấy cái tâm mình nó sẽ thấy được những cái thời điểm cận tử ở kiếp trước đã tạo những cái nghiệp gì. Trong đó nó có một cái nghiệp luôn và phiền não luôn ở cái thời quá khứ đó. Mà mình sẽ thấy được cái hình ảnh, thấy được những cái nghiệp mà mình đã tạo trong đời quá khứ đấy. Thì cái đấy cũng là một cách mình thấy được những cái đời quá khứ mình đã ở cái cõi nào, ở đâu, mình đã làm những cái gì. Thì đấy cũng là một cái cách để thấy được cái đời quá khứ, nhưng không thấy được một cách chi tiết như là ở túc mạng trí. Túc mạng trí thì thấy chi tiết hơn, còn những cái này thì sẽ thấy được những cái đại cương, những cái nghiệp mà mình đã làm và nó đang sinh sôi, nó đang tranh nhau trổ quả ở cái thời điểm cận tử ở quá khứ đấy. Dạ, con thưa sư, các nhà ngoại cảm nói rằng họ tiếp xúc được với hầu hết những người đã chết, họ kể được chi tiết những chuyện đã xảy ra của người khi còn sống.
Như vậy hiện tượng đó có đúng hay không ạ? Và nên hiểu nó như thế nào theo quan điểm của đạo Phật ạ? Những nhà ngoại cảm thì nhà ngoại cảm giống như là những cái người lên lồng bóng và có thể tiếp xúc được với những người mất, giống như là gọi hồn hay là nói chuyện với những người mất, thì cái này nó cũng không không có đúng và không chính xác. Vì những người mất sẽ sinh về những nhiều những cái cõi sống khác nhau, nhưng hầu hết những nhà ngoại cảm thì chỉ thấy người mất là một cái vong linh đó và kể nể được những cái đời, cái lúc còn sống của người đó. Và nếu mà theo cái quan điểm của những các nhà ngoại cảm thì ai chết cũng như ai hết, cũng có một cái linh hồn nó đang tồn tại ở đấy, vậy thì không có đi sinh về cái cõi này cõi kia. Điều đó không đúng, vì cái người chết rồi mà còn là sinh còn một cái vong hồn đấy thì rất là ít, đa số mọi người ta sẽ tái sinh về những cái cõi sống khác nhau. Ví dụ người ta sinh về cõi chư thiên rồi sẽ khác, có người sinh làm ngạ quỷ khác, có người sinh vào địa ngục rồi thì không gặp được, có người người ta sinh lại làm người hay làm súc sinh rồi thì đâu có thấy được nữa. Vì thế nên là cái trường hợp của những nhà ngoại cảm đấy có thể nói rằng đó là một cái vị phi nhân, người ta có những cái năng lực cũng khá là cao, và đấy là một cái người nào đó bị cái phi nhân đó người ta chế ngự và người ta làm cho cái người đó tưởng tượng ra thấy cái hình này thấy hình kia, nói chuyện được với người này nói chuyện được với người kia, và tất cả những cái điều đó nó chỉ là những cái sự ảo tưởng thôi, là những cái sự tưởng tượng của cái người đó do có những cái phi nhân đó người ta tác động, người ta làm cho vị đó thấy cảnh này cảnh khác. Vì có những cái phi nhân người ta có những cái năng lực cao, người ta thấy được hết cả những cái đời sống quá khứ của cái người đó. Ví dụ cái người mất đó quá khứ có những cái việc gì, có những cái bí mật gì, có đời sống riêng tư gì thì các vị phi nhân người ta biết chứ, người ta đâu có khó khăn gì đâu. Người ta có cái năng lực thần thông, thần lực cao, người ta thấy được hết, người ta nói ra được vài cái đúng. Thế là người nhà sẽ hoàn toàn tin tưởng theo. Thì đấy là cái quan điểm của những cái nhà ngoại cảm, vì thấy ai cũng như ai như vậy. Còn đối với cái quan điểm của đạo Phật thì không 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 có cái chuyện đó, không có cái chuyện mà cái nhà ngoại cảm nào cũng thấy một cái người mất còn đang tồn tại ở đó, là không có. Như thời Đức Phật cũng vậy, có rất nhiều ai chết rồi cũng đến, rất nhiều người sẽ đến hỏi Đức Phật là những người thân ấy của con sinh về đâu, thế thì Đức Phật hay là Ngài Mục Kiền Liên là thường xuyên hay đi tiếp xúc với những người đã mất đó. Nếu như vị đó sinh về cõi thiên giới thì phải lên tận thiên giới mới gặp được những cái vị đó. Như Ngài Mục Kiền Liên thường xuyên phải lên tận thiên giới mới gặp được những cái vị đó, chứ đâu có phải gặp được những vị đó đã sinh thiên rồi đâu, có ở dưới cái gian này đâu. Còn một số người, người mà sinh làm ngã quỷ thì khi mà gặp mà tiếp xúc với họ thì họ rất là đau đớn khổ sở, họ cầu cứu van xin tha thiết, vì người ta rất là khổ sở nếu sinh làm ngã quỷ. Thì những cái trường hợp đấy có thể Đức Phật cũng thấy, hoặc là Ngài Mục Kiền Liên cũng thường thấy và thường hay kể lại trong thế gian. Nên là có cái trong tiểu bộ kinh có cái phẩm Thiên Cung Sự Ngã Quỷ Sự, người nào mà học rõ về cái đấy mình sẽ thấy những người mất rồi có một số người có thể tiếp xúc được, nhưng mà họ sinh về đâu họ biết rõ ràng, chứ không có cái chuyện mà họ chết họ sinh về những cái cõi đấy họ không biết tôi đang ở đâu. Những người nào sinh về cõi thiên giới họ biết rõ ràng tôi ở cái cõi thiên giới này, cõi tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên hay đâu suốt thiên, họ biết rõ ràng. Hoặc là có người sinh làm ngã quỷ, họ biết rõ ràng tôi đã sinh làm ngã quỷ, và họ cũng biết rõ ràng do cái nghiệp gì họ đã tạo nên họ sinh về cái cõi đó. Còn những cái người đọa xuống địa ngục rồi thì không gặp được nữa, không thể biết được, sinh làm súc sinh hay sinh lại làm người rồi thì cũng không thể biết được nữa. Vậy thì những cái cách nói của các nhà ngoại đạo ngoại cảm ấy giống như là những cái trường hợp nên đồng bóng ấy. Trong thế gian này hầu hết người ta bị mê muội, bị mê tín, bị tin tưởng theo những cái pháp đó của những cái người đồng tính, đồng bóng, và những cái người ngoại cảm thì cũng là một trường hợp đồng tính thôi. Cái từ ngoại cảm đến là từ mới sử dụng bây giờ, thì đó đều là những cái người đồng bóng, và người đấy người ta cũng xem bói, xem toán, xem quá khứ tương lai được, cho nên rất nhiều người có niềm tin. Nhưng mà những cái tư tưởng và những cái quan điểm đấy nó không phù hợp với pháp của Đức Phật. Và đối với một cái người Phật tử thì phải tránh xa những cái tư tưởng đó. Thì những cái tư tưởng đó nó hay làm mê hoặc lòng người, làm mất cái chánh tín đi, và sẽ hay có cái sự lầm tưởng, sẽ có cái sự hiểu sai vào những cái điều đó.
nó cũng làm chướng ngại cho cái sự tu tập phát triển trí tuệ đi. Nên đấy là quan điểm mà theo giáo pháp Phật là thế. Dạ, con thưa sư, trong đạo Phật có vị cao tăng đắc đạo nào có thể thấy được một người mới chết đã tái sinh về đâu không ạ? Và vị đó sẽ thấy điều đó bằng cách nào ạ? Nếu mà để thấy một cái người chết tái sinh về đâu thì thời Đức Phật thì Đức Phật thấy được cái điều đó một cách rõ ràng, nhưng mà Đức Phật không có thời gian để làm tất cả những cái điều đó được. Sau này thì các vị A-la-hán, có những người có tam minh lục thông thì cũng có thể thấy được cái điều đó. Thì cái thời trong cái thời chánh pháp để mà thấy được điều đó thì rất nhiều vô số luôn. Mà đến cái thời hiện tại bây giờ để mà có một người mà thấy được cái điều đó thì rất là hiếm, rất ít người. Tức là chỉ những người nào mà có thiên nhãn trí thì có thể thấy. Nhưng mà thời bây giờ thì cái năng lực về thiên nhãn trí của những người bây giờ có giới hạn rất là thấp. Và để mà quan sát xem một cái người mất đó sinh về cái cõi nào đấy, nó không đảm bảo chắc chắn tuyệt đối như thời Đức Phật được, như thời chánh pháp được. Vì vậy nên là cái điều mà thấy được một cái người khác sinh về đâu là có ở trong pháp của Phật, thì rất nhiều người có thể thấy được điều đó. Nhưng mà đó phải là những cái người có thiên nhãn thì mới thấy được. Còn đối với cái thời hiện tại bây giờ thì cái năng lực về tâm linh của con người đã yếu đi rất nhiều. Cho nên là để bây giờ mình có người mất mà đến hỏi một cái vị nào đó, thầy có thấy người thân con chết sinh về đâu không, thì không đảm bảo, không chắc chắn. Cho nên là thời bây giờ thì chỉ biết là ai chết thì đi theo nghiệp của mình vậy thôi, chứ không dám đảm bảo chắc chắn là người nào có thể biết được rõ ràng chính xác được. Dạ, con thưa sư, một người tu hành đắc đạo thì vị đó có thần thông hay không ạ? Và một người có thần thông thì vị đó có phải là tu hành đắc đạo hay không ạ? Tu hành đắc đạo có vị có thần thông, có vị cũng không có thần thông. Một người có thần thông cũng chưa chắc đã phải là người tu đắc đạo. Cái sự đắc đạo và đắc thần thông nó khác nhau. Một cái gọi là thần thông hiệp thế mà gọi là pháp thần thông siêu thế khác. Thế một cái vị mà đắc đạo đầu tiên, vị đó sẽ có, như là vị đó có tam minh chẳng hạn, ví dụ một bậc A-la-hán thì có túc mạng minh, thiên nhãn minh, nậu tận minh, thì có những vị thì có lục thông, thì có những cái vị có những cái năng lực thần thông đấy, có vị không. Đấy là thời Đức Phật cũng có vị không. Còn những cái người mà có những thần thông thì cũng chưa chắc đã phải là một cái người đã đắc đạo. Nhưng mà có những người chỉ đắc thiền thôi là đã có thần thông rồi. Cái thần thông hiệp thế, năm cái pháp thần thông hiệp thế thì chỉ có những người có ba la mật mạnh về thiền định, người ta thực hành thiền định một cách thuần thục, làm chủ được tâm là người ta đã có thần thông rồi, và người đó chưa phải là người đắc đạo. Như Đề Bà Đạt Đa thời Đức Phật tu có 7 ngày đã đắc cái 5 tháng trí năng lực thần thông rồi, có thể biến từ người này sang người khác, rồi biến ra rồng ra rắn rồi, đi dọa được vua A-xà thế rồi, nhưng về sau cái thần thông mới mất đi, bởi vì nó chết vẫn đọa địa ngục, nó không hề đắc đạo. Thế thì đấy là cái sự đắc thần thông là cái chuyện rất là thường tình. Thời Đức Phật có một vị tỳ kheo có thần thông rất là mạnh, nhưng vị đó là phàm phu, vị đó hàng phục được cả một con rồng nữa. Trước mặt Đức Phật bắt cái con rồng đấy phải quy y Đức Phật. Nhưng mà đến ngày hôm sau dân làng đó, vì để mà báo đáp công ơn của vị đó đã hàng phục con rồng độc cho dân làng đem rượu ra chúc mừng. Thì vị đó uống rượu xong say khướt nằm nê na cả đó. Và lúc đấy Đức Phật đến và vị đó cũng không biết là Đức Phật, vị đó vẫn nằm say khướt ra đấy, và còn bị khi mà say xỉn ra thì y áo không còn được chỉnh tề xô xốc, nên là mất hết cái nhân cách của một cái con người bình thường. Thì chính vì cái lý do đấy, từ lúc đấy mà đi thì Đức Phật chế là cái giới cấm không được uống rượu. Và cái pháp thần thông Đức Phật cũng coi rất là bình thường, Đức Phật cũng cấm không có thể hiện cái pháp thần thông, vì rất nhiều người phàm vẫn có thần thông. Còn cái sự đắc đạo là mới chứng thành thánh quả. Nên có những người đắc đạo mà không có thần thông, có những người có thần thông mà chưa phải là người đắc đạo. Vậy cho nên là không nhìn vào cái người có thần thông mà cho là người đó là cái người đắc đạo, mà cũng không nhìn vào cái người không có thần thông mà cho rằng người đó là không đắc đạo. Đắc đạo khác, đắc thần thông khác. Đắc đạo thì mới đúng đạo, mới đúng là con đường, còn đắc thần thông nó chỉ là một cái pháp rất là tầm thường, nhỏ bé, không có gì cao cả hết.
Dạ, con thưa sư ạ, có một câu hỏi từ một hành giả. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con là phàm phu, vô minh chưa hiểu sáu căn khi tiếp xúc với sắc thọ tưởng hành thức, không phải đưa về não để phân tích, phát sinh ra tâm. Vậy cái gì biết được cảm xúc, hình bóng, suy nghĩ của tâm? Nó nằm ở đâu ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con ạ. Sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần, sinh ra những cái tâm tư này kia, rồi là những cái suy nghĩ đó nó nằm ở đâu. Thì nó có sáu căn và mỗi căn nó có một cái nhiệm vụ, có cái chức năng, có cái nhiệm vụ của nó. Nó có căn, có cảnh, có thức thì nó mới sinh ra, tức là có căn, có cảnh, có sự tiếp xúc, có sự tác ý và có những cái duyên hỗ trợ nữa, thì nó mới sinh ra các cái tâm thức khác nhau. Thì con mắt của mình thì nó chỉ có cái nhiệm vụ là nhìn vào cảnh sắc thôi, còn cái mà nó tiếp nhận cảnh sắc đó, suy xét cảnh sắc đó, và nó quyết đoán trên cái cảnh sắc đó, rồi nó mới khởi lên những cái tâm thiện hay tâm bất thiện, có cái tác ý trên cái cảnh đó, nó khởi lên tâm thiện hay tâm bất thiện khác nhau. Thì tất cả những cái tâm đấy nó sinh lên từ cái nội ý môn, tức là cái nội nó ở trên cái nhãn tịnh sắc, nó chỉ khởi lên với sát na là nhìn thấy cảnh thôi, còn tất cả những cái tâm về sau ấy, nó đều sinh lên từ cái ý môn. Ý môn của mình nó khởi lên cả trước khi nhìn, nó khởi lên cả trong khi nhìn, mà nó khởi lên cả sau khi nhìn. Nó cũng vậy, cái ý môn của mình nó khởi lên trước khi nghe, trong khi nghe, sau khi nghe, và trước khi ngửi nếm chạm xúc, trong khi và sau khi đó. Một cái cảnh gì nó đập vào mắt, nó cũng đập vào ý môn, nó đập vào tai mũi lưỡi thân ý thì nó cũng đập vào ý môn ngay tức thì. Thì tất cả những cái đấy sau này nó sinh lên đều từ ý môn. Ý môn thì nó sinh lên từ cái sắc ý vật, tức là từ cái sắc trái tim của mình mà nó sinh ra những cái đó. Thì cái những cái suy nghĩ, những cái tâm tư đó nó sinh khởi lên thì nó cũng là do có căn. Căn ví dụ như là ở ý căn nó suy tư những cảnh quá khứ tương lai đó. Thì nó cũng phải nương vào cái sắc vật chất, đó là sắc cái tim, sắc ý môn. Rồi nó cũng phải có cái cảnh. Cái cảnh là cái mà nó đã tưởng nhớ, nó đã nắm bắt đó. Thì đó là có cảnh và nó cũng có cái sự tiếp xúc, nó cũng có cái sự tác ý, rồi nó sẽ khởi lên những cái suy luận, những cái tâm này tâm kia khác nhau. Ví dụ như là cùng một cái cảnh đấy, cái lúc này mình nhìn thấy mình yêu, nhưng mà lúc sau mình nhìn thấy mình lại mình nghĩ lại mình lại ghét. Đấy là vì cái sự tác ý của lúc trước nó khác, tác ý của cái thời điểm sau đó nó khác. Như là ai cho mình một cái món quà gì đó, cái lúc mình nhận được ấy thì mình rất là hoan hỉ, nhưng mà khi mà mình về nhà rồi mình nghĩ lại, mà mình bảo những người này cho mình chắc có ý đồ gì đây, có cái mưu cầu gì đây, thế là tự nhiên mình lại khởi lên cái tâm bất an non á. Thì đấy nó đều là do cái tác ý của mình, thì tất cả những cái tác ý đó nó đều sinh lên từ cái ý môn của mình đó. Thế thì nó làm như thế, tâm nó khởi lên, nó không phải là nó trú ở đâu, nó không phải nó nằm ở đâu, mà nó khởi lên là do những cái nhân duyên nó đầy đủ. Đó là nó phải có căn như thế, nó phải có cảnh, nó phải có cái sự tiếp xúc giữa căn với cảnh, nó phải có cái sự tác ý như vậy. Tác ý đúng thì nó sinh ra những cái tâm cao thượng, tác ý sai thì nó sinh ra những cái tâm hạ miệt. Thì với cái sự giải thích về cái tâm thì nó chỉ chung chung thế thôi, còn khi nào mình phân tích ra được bằng cái thiền tuệ cơ thì mới hiểu một cách chi tiết rõ ràng được. Còn để mà hiểu về cái tâm nó rất là phải có một cái quá trình để mà tu tập rất là lâu dài thì mới có thể phân biệt rõ ràng chi tiết được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Liên ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, bạch sư, con có hai câu hỏi trong quá trình tu tập ạ. Mong sư giải đáp giúp con ạ. Hai hiện tượng này gồm: một, trong quá trình tu tập con thấy ngày càng ít nói, không thích giao tiếp và tiếp xúc mọi người, có khi vài ngày không nói gì. Hiện tượng số 2 là trong khi con ngồi thiền, ngồi khoảng 30 phút thì hơi thở trở nên nhẹ nhàng, đôi lúc cảm giác hơi thở như mất đi, không còn nữa. Khi để tâm tới sự mất đi đó thì hơi thở quay trở lại ạ. Vậy xin sư cho con hỏi là các hiện tượng đó là như thế nào ạ? Đang đi theo đúng hay là sai đường ạ? Nếu sai thì con nên làm gì để quay lại đúng hướng ạ? Nếu mà tu tập nó có cái sự tiến bộ trong pháp ấy, nó có sự tiến bộ thì nó sẽ ít nói đi là đúng, và nó sẽ ít cái sự tiếp xúc, ít cái sự năng xăng.
vì có cái chánh niệm nó mạnh và lúc ấy mình có cái sự hỷ lạc ở trong pháp thì cái đời sống nó hướng nội nhiều hơn. Thì khi mà hướng nội tức là khi mà hướng về đời sống tu tập tâm linh, mình cảm nhận được cái sự an lạc chân thật ở bên trong mình và không còn chạy theo đi tìm kiếm những cái niềm vui ở bên ngoài nữa. Thì vì cái lý do đó cho nên là mỗi ngày sẽ ít nói đi, ít tiếp xúc đi. Và trong cái quá trình ít nói, ít tiếp xúc đấy thì cái chánh niệm nó vẫn được duy trì và phát triển. Cái điều đó thì là đúng, không có gì sai mà không có gì phải ái ngại về chuyện đó. Nhưng cái vị đó cũng không vì cái sự ít nói đấy mà mình phải sinh ra cái khó chịu nhé. Ví dụ như có ai đó mà có việc gì cần hỏi mình vẫn phải nói. Có những người thì sẽ tu một cách giống như là tịnh khẩu hoàn toàn. Vì đó thực hành cái pháp đó là không nói chuyện với ai. Thậm chí ai hỏi đến thì nó còn viết ra giấy để không nói. Chuyện hoặc là có những vị nào đến hỏi vì đó giả vờ như câm như điếc, như không nghe, không nói gì. Thì cái điều đấy cũng cực đoan quá. Ví dụ tu tập thì có cái mà mình cần giữ chánh niệm, có cái mình cần phải độc cư và im lặng. Cái pháp im lặng là cái hỗ trợ tốt nhất cho thực hành thiền, nhưng đừng có trở nên cực đoan quá mức, đến giờ ai hỏi cũng không nói gì, người ta nên tưởng mình điếc. Còn cái chú tâm thì càng lúc hơi thở càng nhẹ. Vậy là có cái định tốt, có cái định sâu, định tốt, nhưng đừng vì vậy mà chú tâm mạnh quá. Khi chú tâm mạnh quá nó bị căng thẳng lên, là cái tâm nó khởi lên quá mạnh và nó không bắt được vào hơi thở nữa, lúc ấy mình không thấy hơi thở đâu, là do chú tâm căng quá. Cần phải có được cái sự nhẹ nhàng tự nhiên, chú tâm ở cái mức trung bình vừa phải, không quá mạnh, thì lúc nào nó cũng nhận diện được hơi thở đều đặn. Khi thấy cái hơi thở nó có cái dấu hiệu là mất đi, là do mình đã căng quá rồi, thì cần phải giảm bớt đi một tí, giảm bớt cái chú chăm chú đi một tí, thản nhiên hơn một tí thì nó sẽ không bị mất hơi thở đi. Thì cái đấy thì cần phải rút kinh nghiệm và cần phải điều chỉnh lại một chút xíu nữa là được. Thì cứ vậy tiếp tục mà thực hành. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ con kính bạch sư, bài kinh Thất Đắc Chi có thể chữa lành bệnh ngay lập tức cho Đức Phật và một số vị A La Hán. Vậy người thực hành Thất Đắc Chi có lợi ích với sức khỏe hay không ạ? Và tự thực hành Thất Đắc Chi như thế nào ạ? Con xin chia sẻ. Thất giác chi là trạch pháp tinh tấn, niệm giác chi này, tức là mình phải có một cái pháp môn gì đó để tu tập, như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hay niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp ấy, niệm hơi thở, hay là niệm tử thi, niệm cái gì đó, niệm danh, niệm sắc. Tức là mình phải là một cái người thọ trì một cái pháp thiền nào đấy mới gọi là người đang thực hành thất giác chi. Nếu một cái người mà mình không thực hành pháp thiền nào thì mình không có phải là người thực hành thất giác chi. Thế là vậy thì cái người đấy trước tiên là mình phải thọ chỉ một pháp môn tu tập về pháp thiền chỉ quán. Đấy là niệm giác chi, trạch pháp tinh tấn hỷ. Trạch pháp là trong cái lúc mình thực hành cái pháp thiền đấy, có cái sự phân tích, có cái sự suy xét về cái pháp đó, là cần phải thực hành thế nào cho đúng, cho tội ích, tốt đẹp. Tức là cái tuệ và thấy cái pháp đó nó rõ ràng, không mơ hồ. Thì đấy là trạch pháp. Tinh tấn cái là mình cố gắng nỗ lực duy trì trên cái đề mục đó. Hỷ là mình hoan hỷ thích thú trên cái pháp đó. Đấy gọi là ba cái giác chi bên trên. Nó làm cho cái tâm trở nên mạnh mẽ, trở nên phấn chấn, rõ ràng. Còn có ba cái giác chi ở cái phần bên dưới đó là tịnh, khinh an. Tức là có cái giác chi khinh an, định, tĩnh và xả. Đấy là cái ba cái giác chi mà nó sẽ làm cho cái tâm trở nên nhu nhuyễn, dịu dàng, nại. Kinh an là nhẹ nhàng, định là nhất tâm và xả là thản nhiên. Thì người nào mà biết cách quân bình những cái giác chi này thì thân tâm nó được an ổn, nó được an lạc. Còn người nào mà không biết cách quân bình những cái giác chi này thì nó sẽ rơi vào, có thể là do bệnh, do tâm của mình ấy. Tức là có những cái bệnh mà do tâm nó không được quân bình, nó tạo ra bệnh. Ví dụ như một cái người quá thiên nặng về trí tuệ, tuệ quá, mình suy tư quá, mình phân tích nhiều quá, mình để cho cái tuệ nó hoạt động nhiều quá, nên người đấy bị căng thẳng. Thì cái vị đó đã có cái tuệ mạnh rồi mà lại cộng thêm cái tinh tấn với cái hỉ nữa thì cái sự mệt mỏi nó sẽ
nó sẽ trở nó kéo dài lâu ngày, nó trở nên cạn kiệt sức lực và nó sinh ra bệnh. Vậy thì đôi khi là cái người đó tuệ mạnh quá, hoặc tinh tấn mạnh quá, hoặc hỷ mạnh quá, ba cái đấy mạnh quá nó sinh ra bệnh. Ví dụ như là có những người vì mình làm những cái việc tốt thôi nhưng mà mình cũng làm quá nhiều, hay làm những cái việc tốt đấy nhưng mà mình không lượng sức, làm quá mức độ, làm quá sức, nó khiến cho kiệt sức. Hoặc là cái người đó có một cái niềm vui gì đó, vui quá nhiều thì nó cũng đau tim. Mà làm quá nhiều thì mệt sức, mà suy nghĩ quá nhiều, phân tích quá nhiều thì mệt tâm. Thì nó cần phải được quân mình lại bằng cái sự kinh an, định tĩnh và xả ni, và hay là cái hành xả, hay là cái sự trung bình đó. Vậy thì khi mà được quân bình lại như vậy thì nó sẽ tiêu tan được những cái bệnh do mình bị thái quá về ba cái kia, về cái định về cái tuệ thái quá, tinh tấn thái quá và hỷ thái quá. Thì những cái đấy nó chỉ chữa lại bằng cái cách là do mình quân bình lại thôi. Tuệ mạnh quá thì bây giờ mình cần phải lấy cái định để quân bình lại. Tinh tấn mạnh quá bây giờ mình dùng cái định tĩnh để quân bình lại. Cái hỷ mạnh quá bây giờ mình có cái sự kinh an, tức là cả ba cái ấy, kinh an niệm, kinh an định và giải, nó làm dịu cái những cái trạch pháp, làm dịu cái tinh tấn, giảm bớt đi, làm dịu cái hỷ đi, nó giảm bớt đi, và thế là sẽ bớt, nó sẽ bớt đi được một số bệnh do tâm mình nó bị thái quá nó sinh ra. Vì vậy nên là nhiều khi có những cái bệnh do cái sự nỗ lực của cố gắng quá nó tạo ra. Thì mình biết cách quân bình như vậy thì mình sẽ rất là khỏe, thân và cả tâm mình cũng thế. Nếu mà không bị thái quá về một cái gì thì nó sẽ có được cái sự quân bình là khỏe mạnh nhất. Còn nếu như mình mà thái quá một cái gì đó nó cũng sinh ra bệnh. Thì có những người mà khinh an, định tĩnh và xả nhiều quá thì nó cũng sẽ sinh ra cái bệnh đó, là cái bệnh nó trở nên bị giải đãi trầm trọng, bị lười biếng và sợ hãi đối với lại những cái công việc khác. Đấy thì cái người đấy lại cần phải phát khởi lên cái tinh tấn, tuệ và hỷ, thì sẽ làm cho những cái sự giải đãi, cái thụ động đó nó tiêu tan. Còn cái sự mạnh mẽ quá thì mình cần phải kinh an niệm định xả để giảm bớt đi. Vì thời Đức Phật với các bậc A-la-hán thì đôi khi cũng có những cái bệnh do quá là mệt mỏi, căng thẳng về thân tâm. Thì khi mà ôn lại thất giác chi thì sẽ quân bình lại được một cái là bệnh tiêu tan. Thì cũng vậy, nếu bây giờ một cái người thực hành thất giác chi mà một cách thiện xảo, biết cách quân bình như vậy, không bị rơi vào thái quá, quá căng thẳng mệt mỏi hay là quá giải đãi thụ động, thì cái vị đấy sẽ giữ được cái sức khỏe cũng tốt, cái tâm lý tinh thần nó cũng tốt. Thì cái pháp đấy vừa phát triển về trí tuệ nhưng nó cũng vừa phát triển cả về cái sức khỏe, đảm bảo cho mình có được cái sức khỏe để thực hành lâu dài. Nên là thất giác chi được gọi là thất bồ đề, là cái con đường đi đến giác ngộ. Cái pháp đấy chủ yếu là tu tập để đi đến giác ngộ, nhưng cái sự vận dụng cái pháp đấy một cách phù hợp thì cũng sẽ đem lại cho cái người thực hành đấy có được cái sức khỏe rất là tốt. Thì có sức khỏe tốt thì mình mới tu tập lâu dài được. Nên là cái sự pháp tu tập là thế. Mà cái người mình đang thực hành những cái pháp đấy thì đừng lo là phải đi luyện sức khỏe, đừng lo là phải đi học võ công hay là khí công hay là thể dục thể thao, yoga hay là những cái pháp gì để tăng cường sức khỏe khác hết. Mà có thực hành thất giác chi này tốt là có sức khỏe tốt đủ để đi đến Niết Bàn được. Nên cứ yên tâm mà thực hành, đừng lo cho cái sức khỏe nhiều.